Học đề tài làm sao hàng phục vọng tâm. Là trong tâm chúng ta có hai phần, một phần là chân tâm, một phần là vọng tâm. Một phần là chân tâm và một phần là vọng tâm. Chân tâm thì bao giờ cũng đúng đắn, còn vọng tâm thì bao giờ cũng sai lầm. Vọng là giả, là huyễn, là giả dối, là hư dối, hư vọng, gọi là vọng. Cái tâm như thế nào gọi là tâm vọng, tâm như thế nào là tâm chân. Khi các vị tiếp một người nào đó ngồi ở trong phòng của mình, người ta tới, người ta ngồi đối diện với mình ngồi nói chuyện với họ, thì ngay cái giây phút đầu tiên, độ chừng 1-2 phút, ở trong tâm của các vị thấy an lạc, hoặc là trong tâm chúng ta thấy lo lắng, thì chúng ta biết cái người này là cái người không ổn. Hiểu không? Thì đó là một cái bí quyết. Khi các vị tiếp xúc một đối tác nào làm ăn cũng vậy, muốn trách nhiệm người nào mà lạ, họ ngồi đối diện với mình, nếu trong tâm họ đến để họ hại mình, họ có những cái duyên để hại mình, thì trong tâm mình nó mách bảo mình cảm thấy bất an. Sáng ra mình đi đâu đó, tự nhiên mình cảm thấy bất an, hình như có gì đó lo lắng mà không ổn. Cái này là cái khả năng phân tích, khả năng hoạt động của chân tâm, hiểu không? Còn á, qua tới cái phút thứ hai rồi thì bắt đầu lý trí nó phân biệt phải trái đúng sai, thì lúc đó là cái vọng tâm nó xen vô rồi, được chưa? Rồi các vị thấy cái gì đây, cái gì các vị thấy cái gì đây? Cái đồng hồ phải không? Cái đồng hồ xem giờ phải không? Ồ, rất rõ. Các vị thấy thớ nó rất là thích vì nó đẹp. Nó tròn tròn, nó giống như là vành trăng khuyết. Phải không? Rất đẹp. Hả? Mình thấy màu sắc hình dáng nó rất đẹp, thẩm mỹ, dùng để mình xem giờ cho biết giờ. Nếu như thầy làm rơi xuống nó bớ là hay, thì các vị sẽ nghĩ sao? Các vị ổ tiếc quá, nó bị bớ hộp mất rồi, tiếc quá. Như vậy thì cái ý nghĩ mà đồng hồ đẹp đó nó đã bị hủy diệt, và cái ý nghĩ tiếc quá đã sinh ra, hiểu không? Trong cái tư tưởng mình đó, ta đang nói trong tư tưởng đó. Như vậy thì rõ ràng ở trong tư tưởng mình đã có sinh và có diệt. Ai mà sống với tư tưởng sinh diệt, người đó ở trong luân hồi. Vì sao? Bởi vì thế giới này nó chia làm hai, một thứ là hữu tình, là một thứ là vô tình. Hữu tình là những loài có tình thức như con người, các loài động vật có tình thức, nó biết đâu, biết tham sống sợ chết, và nó luôn luôn tồn tại theo một quy luật nào? Sinh, lão, bệnh và tử. Không ai cưỡng lại nổi cái quy luật này, đúng chưa? Không ai thể cưỡng lại được. Mình thấy một người thân của mình chết đi, mình rất đau khổ. Mình thấy một người bạn của mình bị đau đớn, mắc chứng bệnh nan y, mình thấy mình buồn rầu. Nó đi theo cái quy luật sinh, lão, bệnh và tử, không ai cản lại được. Cái nhà này đỡ im đấy, không ai làm gì nó hết. 100-200 năm sau, 1000 năm sau, nó phải bị hủy diệt, đúng không? Trái đất này cũng sẽ bị hủy diệt. Vì sao? Vì nó có sinh ra. Cái gì có sinh ra, cái đó phải bị hủy diệt. Đó là quy luật của tạo hóa.
không ai có thể cản lại được cái quá trình sinh diệt của nó. Đó chưa? Thầy nói các vị nghe từng chữ nghe. Nó rất là kỳ lạ. Đây thầy đang chỉ cho các vị từ từ từng bước. Như vậy thì thế giới hữu tình của các loài con người và các loài động vật sinh lão bệnh tử theo quy luật của nó. Trái đất, tất cả những loài vô tình, cây cối, nhà cửa, phương tiện đều sẽ bị hủy diệt theo quy luật nào? Thành trụ hoại dạ không. Không có ai cản lại được. Làm sao tinh thần của chúng ta có thể cản lại được nó? Nó hoạt động theo quy luật của nó. Tức là nó sinh sinh diệt diệt theo quy luật của nó. Nhận thức của chúng ta gửi theo nó, bám lấy nó, sống với nó. Cho nên nhận thức chúng ta cũng bị sinh diệt. Hiểu chưa? Mà nhận thức một khi đã sinh diệt thì sao? Thì trong đó cảm thọ buồn vui nó sẽ sinh ra. Cái sinh diệt nào mà thuận theo ý mình thì mình vui. Cái sinh diệt nào mà nghịch ý mình giận. Hồi xưa có một cái bà cụ ở trước chùa ngồi xào xào cái nồi cá trộn. Nhà quê mà, xào xào cái nồi cá trộn. Xào xào thế này. Thầy ở trong cái chùa, thầy co giò lên, thầy đá cái bóng. Thầy đá cái bóng nó bay cái vèo ra, nó ven mất cái nồi cá trộn. Bà giận quá, bà đang xào xào thế này, nồi cá trộn chuẩn bị ăn cơm, nó ven mất rồi. Bà giận quá, bà đi do cái banh, bà do thầy. Cho thầy là tát cho gây ra. Và đem cái banh và cất. Không trả lại. Các vị biết ngày xưa mà nhỏ đá banh thích lắm. Thích lắm mà liên liếc đá. Canh sư phụ đi dán rồi ở nhà mình đá một chút. Mà bây giờ kiểu này là gây go rồi. Ra xin bà cụ này cho lại cái banh. Cái banh. Và nó đi mua cái nồi cá chua một đơn cho tôi. Làm sao mà thầy chùa mà đi mua nồi cá chua một đơn cho làm sao? Gây go quá. Cho nên ngồi im. Không biết làm sao hết. Thôi đi vô nhà nè. Niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho con. Đỡ cho bà này ở nhiều đừng có biết sư phụ. Cho không biết lại gây con. Quả thật, Phật gia hộ bà không có biết. Từ đó thầy tin Đức Phật tuyệt đối. Tin Đức Phật tuyệt đối. Rồi, bắt đầu á, thầy canh chừng. Một năm bà cụ này có cái thói quen là bà cạo tóc 3 lần. Và tới cái ngày bà cạo tóc là bà vô chùa bà kiếm thầy. Mà nhờ thầy cạo giùm. À, bắt đầu là thầy mới cạo. Thầy cạo nửa cái đầu thôi. Từ nay qua đây thầy cạo một nửa. Sạch trơn hết. Còn một nửa nữa thầy mới nói à, bà Chính à, cho xin lại cái banh đi bà Chính. Bà nói ông bắt đầu nơi cá chồng cho thôi. Cái bà nói, thầy nói vậy thôi. Thôi thì đỡ thầy đi mua nồi cá chồng thầy đời. Bà ngồi đợi thầy một chút nghe. Đứng lại đi. Đứng dậy đi, bà nói, ô, cái đầu tôi làm sao? Thầy mới nói, thầy nói giờ làm sao, giờ đi mua nồi cá chồng. Mà nó thiệt, bà Chính giờ nó mối tay quá rồi, cảo mối nữa. Nó mối quá. Cái bà mới nói, được rồi, thôi. Thôi á, cứ cạo hết đi rồi tôi sẽ trả cái bà lại cho. Thì lúc đó thầy mới nói, bà lớn rồi nghe chưa? Bà lớn, bà nói, bà giữ lời. Bà nói, bà nuốt lời, như chuột chạy ống tre như vậy ấy, là rất là khó coi đó. Mà nó được, tôi nói danh dự. Thưa các vị á, thì sao? Cái bà là tại sao bà giận. Rồi ta khi mà một cúng một cái nghịch cánh, nhưng mà bà lại vui. Tại vì cái đầu bà cạo quán nữa à. Thế nên bà lại vui. Thế nên nó cái cơ như vậy đó, nó cái cơ. Mà rồi đầu này bên đây sạch trơn, bên đây tép còn nhìn sầm hết, làm sao? Hồi giờ không có cái mô đen nào kiểu đó. Thành ra là, thưa các vị, hồi nhỏ thầy nghịch đúng thứ hết rồi. Thành ra học với thầy hay nói chuyện tầm bậy, các vị cũng đừng có chơi cái không. Thì ở trong Phật Pháp nó rất là bình thường, rất bình thường. Thì lúc đó, nghĩa là cái thực tế xảy ra không giống với cái mình suy nghĩ. Cho nên mình phiền não. Cái phiền não thì nó sinh ra cảm thọ. Cảm thọ là buồn, vui, sướng, khổ. Giận quá. Mình chết trong cái lúc giận. Mình sống với cuộc đời giận dữ. Mình sống biết với cuộc đời giận dữ. Và khi mình chết trong giận dữ, mình đi thẳng vô cảnh giới A-tu-la.
phải không? Rồi mình sống ở trong cái ngu si dốt nát, người ta nói tầm bậy mình cứ nghe. Mình đi ra ngồi chợ, mình coi shopping, những chuyện vẫn rất là bình thường, tầm thường. Thậm chí mình ngồi mình trang điểm rất là tầm thường. Những cái pháp đó không phải là cái pháp giác ngộ, mà mình đầu tư rất là nhiều. Còn mình học Phật pháp, mình ngáp cái miệng tròn voi này, thì đó là sao? Tức là vô minh nó chi phối và cứ làm những chuyện sai, không làm điều đúng. Người này tích lũy cái năng lượng đó cả một đời, khi chết rồi đi thẳng cảnh giới nào? Súc sinh, là cảnh giới ngu si. Nếu như tu 10 điều thiện, làm hành động 10 điều thiện, cũng giống như cái cây nó nghiêng hướng này, nó nghiêng hướng này, khi nó đứt gốc rồi nó sẽ ngã theo hướng này. Cũng như vậy, thần thức sinh thẳng cõi trời, tạo cái điều xấu ác, giết cha, giết mẹ, làm cho thân Phật ra máu, phá hoại hòa hợp tăng chúng. Chẳng hạn như một cái đoàn thể mà người ta phá hoại cho nó tan ra, tội đó là tội phá hoại hòa hợp tăng, hiểu không? Rồi á, là giết vật A-la-hán nữa, A-la-hán. Còn chúng ta thì đừng có so với mình A-la-hán nha, mình là A-la-làng chứ không phải A-la-hán. A-la-hán là khác, A-la-hán là giác ngộ ngôn lành giống mình, A-la-làng, hơn chút là làng là thôi. Thì bắt đầu là mình tu tập như vậy, mình làm những điều ác như vậy, thì đọa vô địa ngục, A Tỳ chịu khổ đau. Ăn rồi cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Khi thần thức nó khi mà hơi thở đứt rồi, mình trở về với cõi chết, Phật A Di Đà lo rước mình đi về cõi Tây Phương Tịnh Độ mà ở, phải không? Như vậy sinh sinh diệt diệt ở trong đầu của mình, nó tạo ra một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng này nó trở thành một sức mạnh dẫn dắt cho mình ở trong luân hồi lục đạo. Có hiểu không? Có hiểu không ạ? Thầy nói tiếng Bình Định nghe được không? Dân là dân Bình Định, dân của mình nói tiếng người ta khó nghe. Rồi, nhưng mà các vị biết rõ ràng là cái con đường nào mà mình sao rồi, phải không? Trong tư tưởng mình sao rồi? Bây giờ trở lại vấn đề, các vị thấy đồng hồ này không? Các vị thấy không? Thấy, lấy cái gì mà thấy? Lấy mắt mà thấy. Thầy không đưa đồng hồ lên nữa, các vị thấy không? Thấy cái gì? Vâng, thấy không có cái đồng hồ. Như vậy cái thấy đó, nó không sinh không diệt, hiểu không? Cái thấy không sinh không diệt gọi là cái gì? Tánh thấy thường hành. Cái gì không sinh không diệt thì nó không ở trong luân hồi. Cái gì ở trong sinh diệt là ở trong luân hồi. Như vậy Phật cũng chính là mình, mà ma cũng chính là mình. Phật là sống với cái tánh thấy thường hành, còn chúng ta thì sống với cái gì? Vọng tưởng phân biệt. Đó là gọi là vọng tâm phân biệt. Rồi, rõ từng bước bước, phải không? Bây giờ làm sao mình hàng phục vọng tâm? Bây giờ nó cứ vọng tâm, nó cứ nổi lên này, nó nổi lên miết lên miết. Mình ngồi im rồi, các vị thấy trong văn hóa Nhật Bản có cái hình ba con khí, một con á là bịt con mắt rồi, một con là bịt tai, một con bịt miệng. Thầy có một người Phật tử đi Nhật Bản về mua cái hình đó đem cái bộ văn hóa đó, cái bộ tượng nó tặng cho thầy, và thầy mới nói, thầy nói như vậy là tu làm sao? Nói dạ tu á, tức là mình bịt mắt lại, bịt chỗ tay lại, bịt cái miệng lại. Thầy mới nói vậy thì đâu cần phải bịt mắt lại mà chứng quả được thì thôi chọt cho nó đu luôn là mình chứng, phải không? Còn nhiều cái bà cụ á, già rồi lỗ tai yếu không nghe được nữa thì tai giống như tai điếc, hay là mấy người câm họ điếc, vậy là họ là Phật à? Họ tố gì? Tu cái đó thành gì? Cái thành tố sư không? Không, chỗ đó chỉ thành tố nội thôi, không thành tố sư được. Như vậy thì làm sao? Mình sống như vậy á,
thì đâu phải là văn hóa, đó đâu phải là cái tục. Cho nên nên nhớ, con mắt vẫn bình thường, nhìn thấy, con nhìn thấy, biết rõ mọi thứ, nhưng mà tâm không vọng động theo nó. Biết rõ khác với vọng động. Vọng động là nó gắn liền với cái thương và ghét. Hiểu không? Cái ông xã này thương quá đi. Ngày xưa gặp nhau, trời ơi, đẹp trai chịu không nói. Ngày đêm nó thương quá chừng, lấy về làm chồng. Rồi lấy ít đêm rồi, tự nhiên cái ông gặp đám nào không biết, cứ sáng say chiều không chỉnh. Thấy cái mặt dở ghét. Cái mặt thay ghét. Cái mặt thay thì buông chỉnh cho cái. Các vị thấy không? Cũng là một người đó, mà có lúc mình thương, có lúc mình ghét. Có khi sáng rồi thấy mặt dở ghét rồi, chiều thấy dở thương làm sao? Thấy rõ ràng phải không? Tức là cái vọng tâm chúng ta là nhìn thấy cảnh và thương ghét nó cứ sinh diệt theo đó liên tục. Có đúng vậy không? Và cái chính cái thương ghét đó nó làm cho mình thất tình. Các vị có thất tình không? Không có hả? Có ai thất tình không? Thầy nghĩ chúng ta đều bị thất tình hết, chứ không phải không có đâu. Thất tình theo cái nghĩa mà dân gian người ta hiểu là gì? Tức là cái người này bị đắm lụy trong tình cảm và không đứng dậy nổi, suốt ngày nằm im, thì đó gọi là thất tình. Nhưng chúng ta hiểu thất tình ở đây theo nguyên nghĩa là bảy yếu tố của tâm lý tình cảm, gọi là bảy loại tình cảm. Thất tình là gì? Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc và cụ. Hỷ là vui, nộ là giận, ái là yêu, ố là ghét, ai là buồn, lạc là gì? Là vui. Mừng, mừng với vui nó khác. Mừng là sao? Mình đi tìm chai nước mình uống, mình thấy chai nước là mình mừng. Và khi mình cầm được lên tay là mình vui. Hiểu chưa? Chứ cái chữ mừng và chữ vui nó khác nhau nghe. Đó, như vậy chúng ta có bị thất tình không? Có không? Cái ai dám nói không có không? À, sao em vừa mất rồi? Giờ nói thì xấu hổ quá. Mới nói không giờ nói có. À, cho nên là có người chúng ta bị cái thất tình nó chi phối liên tục từ sáng tới tối. Và do nó chi phối như vậy, chúng ta cứ ngã nghiêng, ngã ngứa, ngã nghiêng, ngã ngứa, giống như chiếc thuyền ở trên biển. Tất cả chúng sanh sống như vậy, như vậy, sống như vậy, như vậy, biển cả đại dương nó hiện ra. Hiểu không? Biển cả đại dương nó y như là cái tình của chúng ta đó, nó hiện ra. Cái cõi đất nó hình thành, cõi ta bà sinh ra do nghiệp thức của chúng sinh. Nếu như con người mà bị hủy diệt thì trái đất lại nó nổ tung theo. Tại vì trái đất lại hình thành trên cơ sở của nghiệp phước con người. Biết chưa? Và các loài khác thì nó ký thác lên đó, nó sống theo thôi, chính là con người. Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết đâu là vọng tâm mà đâu là chân tâm. Biết rồi phải không? Chúng ta hình dung ra được rồi. Cũng giống như một người đào giếng mà thấy có, thấy cái giếng mà đất nó ấm ấm là biết gần có nước. Mình đi tìm một con trâu, chưa thấy con trâu nhưng mà mình thấy dấu của nó, dấu chân của nó là mình biết gần đó, nó ở gần đó. Cũng như vậy khi mình lần mò, mình ngồi im, mình học pháp, mình thiền định, mình thấy được rồi thì bắt đầu mình đi theo con đường đó. Hiểu không? 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu, tuy đối nó nhiều nhưng mà bí quyết là ở chỗ đấy. Thì bây giờ Đức Phật đặt ra những cái pháp môn thực ra giải thích để chúng ta nhận thức, chúng ta hiểu, chúng ta đầy đủ kiến thức và chúng ta thực tập. Thực tập mới là chính. Người nào có đầy đủ kiến thức mà không thực tập thì giống như người nào, giống như người mà than đói bụng mà không chịu ăn. Thầy ơi con đói quá, thầy ơi con khát nước quá, thầy ơi, cứ luôn ngồi la cái miệng luôn. Thầy nói đây này con, đây này, thức ăn này này con. Rất nhiều thức ăn, sơn hào, hải vị đây này con. Ăn đi con, uống đi con. Dạ thưa thầy, con không đánh. Làm sao mà thầy giúp được? Với bụng mà không ăn thì làm sao mà nó? Chúng ta muốn có hạnh phúc, muốn sống với cái chân tâm, chúng ta phải có thời gian. Thời gian ở đây là gì? Mỗi buổi tối và sau khi thức dậy, có ai không ngủ không? Thầy nghĩ chắc có chứ. Chỉ có người nào xuống dưới lòng đất mà không ngủ thôi.
Còn chúng ta chắc chắn phải có cái giờ ngủ. Vậy thì không cần biết cái giờ nào, trước khi ngủ và sau khi thức dậy, Thầy xin các vị mỗi lần như vậy 15 phút. Được chưa? Trước khi ngủ 15 phút và sau khi thức dậy 15 phút. Có chỗ gần bàn thờ Phật, ngồi đó càng tốt. Không có, ngồi trên giường của mình đó. Ngồi giường của mình đó. Ngồi im đó. Ngồi im đó rồi nằm xuống ngủ cho nó tiện. Cái pháp môn Thầy là cái pháp môn gì các vị biết không? Cái pháp môn lười biếng. Thầy nói thật, pháp môn Thầy là pháp môn lười biếng. Cái phương châm Thầy là lười biếng. Lười biếng đó chi? Tu là gì? Tu là gì? Sửa. Sửa cái gì? Sửa cái tâm. Cái tâm nó như thế nào mà sửa? Tâm là vọng. Nó vọng lên mình sửa cho nó đứng lại. Mình sửa cũng là vọng rồi. Tại cái tâm xưa nay nó là thường hành. Mình đi sửa là vọng rồi. Hiểu không? Cho nên cái pháp môn đây á, các vị không cần làm gì cả. Không cần sửa. Ngồi im. Đây là pháp môn lười biếng. Được chưa? Vậy thì cái phương pháp hàng phục vọng tâm hôm nay chúng ta học, đó là phương pháp lười biếng. Các vị nghe người ta không? Thực ra các vị siêng lắm. Đang ngồi thế này, tự nhiên cái chuyện đâu ngày xưa ở Sài Gòn ấy, à, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ rồi đấy. Rồi mình tự nhiên mình nhớ nhớ tới cái gì? Mình nhớ nhớ tới cái anh nào? Cái anh Lan và Điệp. À, cái anh Điệp anh lên thành phố anh tìm cô Lan. Anh nhìn thấy cô Lan nó khóc. Nhìn thấy cô Lan nó khóc. Tại sao? Tại vì cô Lan á. Tại vì cô Lan là sao? Cô Lan là sao? Không phải. Cô Lan cô mới rứt cái dây chuông. Thành ra cái chuông rớt trúng đầu anh Điệp, Điệp nó khóc. À, cho nên là mình ngồi mình dòng xuống tầm bậy vậy mà. Dòng xuống tầm lâu. Rồi gì nữa? Rồi mình nhớ nhớ nàng Kiều. Nàng Kiều làm cái ngờ gì các vị biết không? Thúy Kiều làm cái ngờ gì? Hả? Không, Thúy Kiều đi buôn bán nước tương. Thành ra mới có câu là nửa đường Đức Gánh Tương. Đức Gánh Tương á. Rồi Tư mới ngồi Tư lạ là buồn. Ngồi đó lo lắng buồn phiền. Cho nên gọi là nửa đường Đức Gánh Tương Tư. Tức là dòng xuống tầm bậy mà. Nó cứ dòng xuống như vậy đó chứ. Dòng xuống một cái điên loạn như vậy đó. Không hằng, không ngủ, không giống ai hết. Cứ vọng tưởng liên tục như vậy. Ở trong cái vọng tưởng thế này, làm sao mà chúng ta chống lại được? Cho nên việc đầu tiên của các vị, Thầy mong, đó là các vị ngồi im. Ngồi im. Không chơi với vọng tưởng nữa. Cái buồn nó tới với chúng ta không có tiếp đón nó nữa. Cái giận nó tới, chúng ta chẳng cần nói chuyện với nó nữa. Cái quá khứ nó qua rồi, chúng ta chẳng cần nghĩ tới nó nữa. Tương lai nó chưa đến, chúng ta cũng không biết vào đâu mà nghĩ. Chúng ta cứ ngồi im, không chơi gì hết, không làm gì hết. Đó có phải là biết không? Quá dở phải không? Các vị siêu quá, quá khứ nó tới, các vị chạy ra chơi với quá khứ. Rồi bắt đầu buồn, vui, hí, nộ theo đó. Rồi mơ ước một cái thế giới cho tương lai. Đủ thứ cách. Tất nhiên khi hành động, chúng ta phải có một cái kế hoạch. Nhưng mà kế hoạch không phải là sự vọng động ở tương lai. Kế hoạch và làm việc nó khác. Như vậy thì chúng ta cứ sống bằng cách là lười biếng. Lười biếng là bí quyết hàng phục vọng tâm. Được chưa? À, các vị nghe Phật pháp kỳ quá phải không? À. Nó rất là dở, nó rất là dở, nó dở còn hơn ăn ớt nữa. Ăn ớt có cây, nó rất là dở. Ngồi im ngồi chơi không có gì đâu mà có được không mà. Vậy là các vị siêng quá rồi, lâu ngày đi làm nó quen rồi phải không? Nó siêng quá rồi. Thôi bây giờ thôi đừng có làm siêng nữa, làm biếng giùm chút xíu đi, năn nỉ làm biếng chút xíu đi. Không, con muốn nhất định con phải làm, con muốn làm một cái gì đó chứ sao thầy bảo con ngồi im được. Được rồi, Thầy sẽ mời các vị làm một chuyện thôi. Làm một chuyện thôi. Bây giờ làm biết không được thì làm một chuyện. Một chuyện đó là ngồi nhìn cái hơi thở của mình. Được chưa?
Và đang ngồi nhìn nhớ chứ mà nó cứ tự nhiên cũng siêng này, cũng siêng bất tử lắm. Cho nên bây giờ làm sao? Bây giờ khép con mắt xuống, nối làm điều chứ, cũng nhìn thầy chứ. Khép con mắt xuống, nhìn xuống chóp mũi, tưởng tượng nhìn xuống xuống miệng, tưởng tượng nhìn xuống cằm, tưởng tượng nhìn xuống tâm. Chúng ta thấy ở trước lòng ngực của mình nó có một khoảng không trống rỗng, và đó chính là không khí. Chúng ta hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Chúng ta cứ theo dõi hơi thở, theo dõi tới khi nào chúng ta thấy hơi thở này nó biến sang một cái luồng khí trắng, màu trắng giống như khối. Từ màu trắng một thời gian sau đó nó sẽ chuyển sang màu không màu, và mình thấy rất rõ. Và chuyển sang không màu thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tự nhiên nó sẽ nhận thức ra một điều: hơi thở, chân khí nó ngang bằng với vũ trụ và tâm chúng ta trong biến pháp giới. Đó là con đường chúng ta đi qua, được không ạ? Thưa thầy, cái việc này thấy phiền quá, hít thở mệt quá, cho con việc khác. Được rồi, sao mà kén chọn nhiều quá vậy? Không phải đâu, Đức Phật rất từ bi, Đức Phật cho tới 8 dạng 4 ngàn công việc lận, mình chọn một cái mà làm. Bây giờ chúng ta đi cái thứ hai, khép con mắt lại, nhìn xuống chóp mũi, nhìn xuống, tưởng tượng nhìn xuống miệng, tưởng tượng nhìn xuống cằm, tưởng tượng nhìn xuống tâm. Các vị hít vô, niệm Nam Mô, thở ra, A Di Đà Phật. Nam Mô, A Di Đà Phật. Nam Mô, A Di Đà Phật. Nam Mô, A Di Đà Phật. Cứ làm như vậy, làm miết như vậy. Rồi muốn làm gì nữa không? Chắc chưa được, chưa được. Thấy cũng còn phiền. Con này cũng thích tưởng tượng thôi. Con tưởng tượng, con thích cái đẹp, con thích tưởng tượng hình dung. Bây giờ thầy biểu ngồi im thấy nó mệt quá. Được rồi, thầy sẽ cho một cái tưởng tượng. Khép mắt lại, nhìn xuống, xuống mũi, tưởng tượng nhìn xuống miệng, tưởng tượng nhìn xuống cằm, tưởng tượng nhìn xuống tâm. Bỏ ở trước mặt mình, ở trước cái vùng trống đó, một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn thẳng vào câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, câu đó ở trong tâm đó, nhìn thẳng câu A Di Đà Phật đó, cứ nhìn miết và vừa nhìn vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm tới mức cái câu này nó chữ dòng chữ màu đen nó chuyển sang màu trắng, nó chuyển sang màu hồng và nó phát ra ánh sáng, là các vị bắt đầu thấy cái diệu dụng của nó bất khả tư nghị. Được chưa? Đó là cách thứ ba. Rồi nữa không? Hả? Có nữa không ạ? Ba cái đó làm chút xíu rồi chứ. Làm chút xíu, tuần sau kiểm tra. Tuần sau kiểm tra, thầy thưa thật các vị á, người nào có tu tập, có làm được như vậy, mỗi buổi tối 15 phút sau khi thức dậy, 15 phút các vị làm giùm cho thầy 21 ngày. Không có nhiều, mỗi ngày có nửa tiếng, 15 phút trôi qua rất nhanh. Ngồi lấy cái gì cơ cái mông mình lên cho nó thắng cuộc sống, cho nó thoải mái. Ngồi im như vậy, cái mền mình xếp lại làm tư làm xấu, hay là cái bộ đòn tròn tròn như thế này, mình ngồi, thì lúc đó mình cứ giữ trạng thái như vậy đúng 21 ngày, các vị sẽ thấy màu nhiệm của nó. Nếu như mất một ngày nào là thầy không biết nha, cái đó thầy không biết, đừng nói thưa thầy, hiểu chưa? Tức là phải làm luôn như vậy, trước khi ngủ 15 phút, sau khi ngủ 15 phút. Hả? Thì sau khi ngủ tức là thức dậy. Thế chứ sao nữa? À, chứ hỏi cô ơi, con ngủ chưa? Dạ thưa thầy, con ngủ rồi. Ngủ rồi mà sao trả lời hay vậy? À, ngủ rồi mà nói con ngủ rồi là sao? Là ai ngủ mà ai trả lời? Thành ra, nói là nói mình hiểu. Học kinh nó có bốn cái tứ y,
ý gì? Ý nghĩa bất ý ngữ, ý pháp bất ý nhân, ý ý bất ý thức, và ý liễu nghĩa bất ý bất liễu nghĩa. Ý nghĩa bất ý ngữ, nhiều khi thầy nói có cái nó lệch chữ, nhưng mà các vị hiểu rõ cái ý thầy muốn nói cái gì. Chỗ nào chưa hiểu các vị giơ tay hỏi lại, như vậy là hoàn chỉnh. Còn ý ý bất ý thức, nhiều khi cái ý mình là chính xác, nhưng mà cái giọng thức mình hôm nay buồn ngày mai vui nó bất thường lắm. Còn á, ý pháp bất ý nhân là ý cái pháp môn tu học, chứ đừng có đi theo ông thầy. Thầy nói thưa quý Phật tử, ở ngoài đường kia bây giờ có một cái chi của ngân hàng, nó chạy nó làm đổ ra một đống tiền như hòn núi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến chỗ đó chúng ta lấy tiền đi không? Dạ đi, đi liền thầy trò mình đi. Thầy ra mới tới cổng vậy, tới cửa thầy nói thôi thầy không đi nữa, thầy ghé đây thầy chơi vậy. Các vị đi đi. Nói thôi thầy không đi, con đi vào. Có ai như vậy không? Thầy không đi, mình cứ đi chứ. Mình đi lấy tiền mà. Mình quy tam bảo, mình tu và giác ngộ, đâu phải mình quy ông thầy. Ông thầy không làm đúng làm sai cỡ ông. Con đường mình tới cỡ Phật mình cứ đi, đúng không? Lập trường mình rất rõ ràng, rất đơn giản như vậy. Tự nhiên cái mình đi chùa thấy cái ông thầy, sau đó thấy cái mặt dở ghét, thôi bỏ đi chỗ khác. Đi chỗ khác cái người ta bay, người ta bay mình trì chú. Trì chú mình ngồi mình trì đâu không thấy. Chú đâu không thấy mà thấy thím không à. Thấy nhiều chuyện không? Cái đầu là cứ lung tung hết. Là chán quá, người ta bay chỗ kia niệm Phật hay lắm, mình cốc cốc A-di-đà Phật. A-di-đà Phật 7-8 ngày, 10 ngày không thấy Phật đâu hết. Nằm chiêm bao không thấy Phật mà chỉ thấy ma thôi. Vậy là thôi, chắc cái lễ pháp môn này không có màu nhiệm, thôi đi chỗ khác để ngồi thiền ngồi ở bắt đầu tự nhiên á, trong người mình nó lăn tự nhiên nó đi vô một trạng thái mơ mơ màng màng. Bắt đầu là nó ngồi, nó làm sao không phải là ngủ gục, đó gọi là thiền gật là nó chứng cái quả gì, nó chứng cái ngủ thiền chứ không có tu thiền nha. Tu thiền là hết, nhưng mà mình chứng ngủ thiền luôn. Mình chứng ngủ thiền rồi thì sao? Đi qua pháp môn gì? Pháp môn đó gọi là pháp môn thiền lập. Nó gọt chặt ra ngã ngứa thôi. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải kiên định, nhất định phải kiên định lập trường của mình. Mình tu là ý, ý pháp bất ý nhân. Ý liễu nghĩa bất ý bất liễu nghĩa. Ý những cái gì liễu nghĩa tối thượng của kinh điển, không y những cái pháp môn tạm thời. Hiểu chưa? Học pháp mình sống như vậy, mình tu như vậy đó. Đó là những cái phương thức mà thầy mang rằng Phật tử chúng ta phải thực tập. Hôm nay các vị chỉ có một ngày, nửa tiếng trước khi ngủ, sau khi thức dậy. Tối nay về nhà làm liền ha, không có hẹn ngày hẹn mai. Thầy nói từ đầu rồi, cái đây là thầy nói là bằng trải nghiệm, bằng nội tâm, bằng cái thực nghiệm của bản thân. Thầy không có nói trên kinh sách, bởi vì thầy là người ít đi học lắm. Ngày xưa ở Việt Nam đi lái máy cày, vừa lái máy cày vừa học kinh, vừa học luật. Hồi xưa năm 92, 93, 94, 3 mùa hè ở chùa Tập Tháp, lấy máy cày, khổ muốn chết. Cái hồi đó trong chùa mà cái người mà sướng nhất là cái người chọn bò, chết bò là sướng nhất. Còn thầy là do biết sử dụng máy móc, thành ra phải làm cái người lái máy cày. Lái máy cày cứ như bùn như ruộng, cứ gãy ở. Rồi tối là nằm lấy cái băng á, cái băng học trò đó, lấy đôi dép mình gối lại, xó lại làm cái gối. Chứ nếu không là ăn trộm nó lấy, ngủ nó lấy mất mấy lần rồi. Cho nên phải xó vô, gối trên đầu mình là chắc chắn nhất. Tréo hai cái chân lại, vòng tay lại, nằm nghiêng một cái là nó rớt cái bịch. Nằm im như vậy và nhìn thấy trên trời, ôi ta đang ở với khách sạn ngàn sao. Các vị thấy không? Rất là hạnh phúc. Rất thoải mái. Không có vấn đề gì hết, tự nhiên. Sao bây giờ mình thiếu phước, mình thiếu đức, cho nên mình lăn lộn, mình làm công quả, mình làm phước đức. Và cái số nó đen đuôi. Các vị biết cái hồi ở Việt Nam thầy tu hành tự nhiên á, mình nghĩ thầy sợ nhất là trụ trì á, là giống như làm dâu trăm họ. Người ta thương thì người ta nói câu, người ta ghét người ta nói, mà không có ai vừa ý ai hết á.
Cho nên cái ông thầy làm dâu trong họ mệt mỏi lắm. Rồi tên chúng nó vô trong chùa, nó xin đi xuất gia. Thầy mới suy nghĩ, nó dám tu, lý nào mình không dám cạo đầu. Cho nên là thầy cạo đầu một lần 56 thằng. Các vị biết 56 thằng không có cơm gạo nào nuôi cho nổi. Một ngày nó ăn 1 triệu. Thì Việt Nam là 1 triệu, Việt ở đây là 50 đô. Mà Việt Nam làm gì đâu ra tiền. Thầy mới đi xin gạo, quý thầy anh em muốn đỡ. Đi ra ngồi nói, người ta nói thầy nuôi nói thì thầy nhận, thầy nuôi nói thôi chứ bất mới thầy nhận chi. Cho nên thầy đi xin gạo quý thầy, xin gạo quý thầy ông nói ông đồm quá sức. Thầy mới nói giận, thầy mới kinh lại. Thầy nói con xin gạo thầy, thầy cho ông trời thôi chứ lại mình thầy nói nhiều. Còn cũng ôm cỡ con cho bác mới tới thầy. À, thầy tu, thầy tự giác được, thầy cứ tự giác, con giác mỗi con giác tha. Con vừa giác con vừa tha. Các vị ơi, cái đạo lý thầy nó rất đơn giản. Thế là, nhưng mà làm sao, từ từ, rồi mấy cái anh chàng mà không tu được thì cũng ra đi về. Những anh nào không đủ căn cơ, thầy cho đi về. Còn 20 anh, tới bây giờ gạo trong chùa chưa có hết. Không sao, nhờ làm công quả có phước. Chứ hồi xưa mà không làm công quả, bây giờ gạo không có đâu. Các vị không tin, các vị cứ đi tu hết, thầy nuôi cho. Thầy nói thật, các vị đi tu hết, bao nhiêu nơi thầy nuôi được. Nhiều nữa không giá, chứ không 1.000 người trở lại, thầy đủ sức. Các vị cứ ngồi im tụng kinh và bỏ thôi, không cần làm gì cả. Nếu có thì quét rác chút được rồi, chứ đừng có dư hơi mà cãi nhau. Có không? Dư hơi lắm, cái hơi niệm Phật không nói, nhưng mà cãi nhau rất chối. Không hiểu tại sao tu pháp môn gì. Cho nên thay đổi hết nha. Học Phật pháp rồi phải thay đổi rất nhiều thứ. Thầy nói là để chuyển hóa, chứ không phải nói để miệt thị ai. Thầy chẳng biết ai gì hết đâu mà miệt thị. Mong rằng quý Phật tử ghi nhớ cho 3 phương thức: ngồi hít thở, ngồi hít vô Nam Mô thở ra A Di Đà Phật, ngồi nhìn thánh trong cái chữ A Di Đà Phật mà niệm. Được chưa? Mình cứ làm điều như vậy 21 ngày. Và tuần sau thầy sẽ tiếp tục những cái phương pháp hàng phục thứ hai tiếp theo nữa để cho các vị nghe. Bây giờ cái bụng nó quấn trống rồi, chúng ta phải dừng lại từ đây mà thôi. Như Đạo Phật. Mời cô. Hai mươi mốt ngày. Thầy không biết tại sao. Cô hỏi thầy cũng chưa biết hỏi ai. Kinh Địa Tạng thì thầy cũng không biết như thế mà tại sao 21, thầy mới giải thích. Nhưng mà thầy hồi giờ thầy chỉ có rất nhiều người và cứ làm y như vậy là nó có kết quả. Có nhiều người á là lười, không có chịu làm. Rồi từ sau gặp chuyện rồi nói á, mà ngồi nghĩ lại với ông thầy, ông nói cái chuyện dở ẹt, làm chi cho mệt. Rồi có hồi ngồi cũng giật mình nói rằng thấy thầy Huyền Châu cũng đi dán đầy hết, mà ông lý nào đi nói đùa hay lừa gạt mình. Thôi nghe lời ông thầy, làm thứ sau, và làm 21 ngày sau nó có kết quả. Lúc đó mới gọi tới cảm ơn thầy. Cho nên thầy nghĩ phương pháp này đơn giản, nhưng mà các vị đừng có xem thường. Tại vì các vị không chịu làm biếu thì phải làm siêng một chút. Được chưa? Rồi thôi chúng ta nghỉ ở đây ha. Bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi các vị nghỉ giải lao 10 phút, rồi chúng ta hẹn qua đường ha. Mời các bạn đứng lên. Nguyện đem công đức này Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Mật Thủy Gia Hộ. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Địa Tạng phẩm thứ nhất, Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi. Trước khi đi vào nội dung kinh văn hôm nay, cho thầy nhắc lại cho các vị nghe một chút xíu nội dung chính yếu các vị đã học từ tuần trước. Phẩm thứ nhất,
thần thông trên cung trời đao lợi. Ta nghe như thế này: một thời nọ tại cung trời đao lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết, tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại thần thông không thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Trước chúng ta học đó phải không? Mấy cái chữ mà chúng ta cần phải lưu ý: Đức Phật giảng kinh này tại cung trời đao lợi. Chúng ta hình dung cung trời đao lợi ở chỗ nào? Chúng ta tưởng tượng như cái hòn núi này gọi là núi Tu Di. Hòn núi Tu Di, ở dưới chân núi Tu Di bốn hướng có Đông Thánh Thần Châu, hướng Tây Tây Ngưu Hóa Châu, hướng Bắc Bắc Cù Lao Châu, hướng Nam Nam Thiện Bộ Châu. Lưng chừng núi Tu Di đó là cõi trời Tứ Thiên Vương. Giữa cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi Nam Thiện Bộ Châu đó là cõi trời Atula. Atula nó không có thuộc một cảnh giới rõ ràng, cho nên trong kinh có chỗ gọi rằng ngũ thú hay là ngũ đạo, chứ không nói rằng lục đạo, hiểu không? Trừ Atula ra. Tại Atula có khi nó sống xà xà gần mặt đất, nhưng mà có khi nó dâng cao gần cõi trời Tứ Thiên Vương. Trên đỉnh núi Tu Di đó là cõi trời Đao Lợi. Ở trung tâm của núi Tu Di này có một nước tên là nước Thiện Kiến. Nước Thiện Kiến do ai làm giáo chủ? Thích Đề Hoàng Nhân làm giáo chủ. Tiền thân của Thích Đề Hoàng Nhân vốn là một cô gái thấy tháp miếu của tượng Phật Ca Diếp bị hư đổ. Người con gái này muốn tu sửa, tuy nhiên không đủ tiền để mà làm. Do vậy cho nên người con gái này đã rủ thêm 32 cô gái khác nữa. Họ cùng nhau góp sức lại tu sửa xong ngôi tháp miếu thờ tượng thánh tượng của Phật Ca Diếp. Và nhờ công đức đó, sau khi mãn báo thân ở cõi này, người con gái ấy xin thánh cõi trời Đao Lợi và trở thành vua của cõi trời Đao Lợi. Xung quanh cõi trời Đao Lợi có bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Mỗi hướng như vậy có 8 nước lân cận. 8 nước đó là do 32 cô gái kia cùng làm giáo chủ ở 32 cõi nước đó. Như vậy thì chúng ta biết cõi trời Đao Lợi tính mặt bằng của nó tức là tầng trời 33, hay gọi là tam thập tam thiên. Nhân của nó như vậy, quả nó như vậy. Chúng ta ở đây học Phật Pháp, công đức thật là vô lượng vô biên. Điều này nói ra chúng ta rất khó tin nhận, bởi vì làm sao được một ngày chúng ta bỏ vào chùa ngồi học Phật Pháp một chút mà tại sao phước đức nhiều như vậy. Điều này là một cảnh giới bất khả tư nghị, làm sao có thể hình dung được cho hết. Ở đây chúng ta nói một cách vén tắt. Chúng ta biết rằng bản kinh Địa Tạng tông chỉ của nó có 8 chữ: báo hiếu, độ sanh, bạc khổ và báo ân. Mẹ của Đức Phật sinh vừa tại cõi này, cho nên Đức Phật đã dùng thần thông lên tận trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ ngài nghe. Đó gọi là báo hiếu. Nội dung của kinh này giúp cho chúng ta, nếu như ai muốn thể hiện đúng cái hiếu đạo đối với cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thì chúng ta y theo kinh này mà thực tập sẽ có sự thành tựu mỹ mãn. Thứ hai là báo ân, tức là đền cái ơn mẹ đã sinh ra, đền cái ơn với tất cả mọi người mà thể hiện tinh thần của kinh Địa Tạng. Bạc khổ tức là những cái trong gia đạo chúng ta có những bất an, nhà cửa không ổn, con cái hư hỏng, gia đạo gặp nhiều chuyện trắc trở, chúng ta sử dụng kinh Địa Tạng để hóa giải rất là tốt. Ra xã hội nếu như gặp những cái cảnh oan gia trái chủ, chúng
chúng ta cũng dùng kinh Địa Tạng mà hóa giải là nhanh nhất. Rồi, còn cái nghĩa cuối cùng là bạc khổ, tức là thể hiện đúng tinh thần của kinh Địa Tạng thì bao nhiêu cái khổ não đều tiêu trừ. Bản kinh này thật là màu nhiệm. Đức Phật nói tại cung Trời Đao Lợi, truyền xuống tại Ấn Độ thông qua Ngài A Nan, kiết tập kinh điển lần thứ nhất tại động Tất Bát La sau khi Đức Phật Niết Bàn 3 tháng. Sau kỳ kiết tập đó, kinh Địa Tạng tiếp tục truyền bá sang tại đâu? Tại Trung Quốc. Và theo con đường xâm nhập của Trung Quốc đi vào Việt Nam, bằng bản kinh chữ Hán, dĩ nhiên Đức Phật người Ấn Độ nói kinh bằng tiếng Pali hoặc là Sanskrit. Khi đi qua tại Trung Hoa phải có người dịch. Bản kinh chúng ta đang học đây là do Ngài Thật Xoa Năng Đà dịch. Ngài Thật Xoa Năng Đà người ở nước Vu Điểm dịch bản kinh này vào đời nhà Đường và truyền sang tại Việt Nam cho Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, và rất nhiều người tụng. Chúng ta tụng ở đây là tụng bản kinh của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Tuy nhiên, bản kinh này tụng thì hay, nhưng mà học thì nó có một vài điểm bị tối nghĩa. Nếu như đối chiếu ở trong kinh chữ Hán thì mới thấy nó tối nghĩa. Cho nên á, Thầy giáo chính biên soạn lại bản kinh này. Cho nên quá trình Thầy đọc nó có cái chỗ nào nó chưa biết ra thì đúng là chỗ Thầy đã thêm vô cho nó rõ nghĩa cái chữ đó. Các vị hiểu không? Nhưng mà thì rõ ràng giáo nghĩa này Đức Phật nói tại cung Trời Đao Lợi, truyền xuống Ấn Độ, truyền sang Trung Hoa, truyền sang Việt Nam, rồi đến tại chùa Đường Ngự chúng ta. Không phải vậy không? À, như vậy thì giáo nghĩa này từ Đức Phật truyền xuống chứ không phải tự nhiên ở trong bụi nhảy ra mà nói. Đúng không? Cũng không phải Thầy Huyền Châu tự nhiên vẽ chuyện. Và giáo pháp của Phật còn đó, cho dù Đức Phật có ở hiện đời hay là Niết Bàn, điều đó không quan trọng nữa. Nếu như chúng ta thực tập theo giáo pháp thì Đức Phật còn luôn tại thế, nhưng giáo pháp ở trước mặt mà chúng ta quay lưng với nó thì chúng ta sống với ma đạo. Nó là vậy thôi. Cái Niết Bàn hay là cái mạt pháp hay là cái chánh pháp là do ở mỗi chúng ta, chứ không phải rằng là cái thời mạt pháp mà không có chánh pháp. Mình hiểu như vậy là sai cái chữ chánh pháp. Các vị hiểu chữ mạt, chánh và tượng không? Hiểu chữ này không? Phật pháp giống như một cái cây, ở cái gốc rễ gọi là chánh pháp, ra tới cái thân của nó là tượng pháp, và ra cái ngọn là mạt pháp. 500 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn đó là chánh pháp, 1000 năm sau đó là tượng pháp, và sau đó là mạt pháp. Mạt pháp thì ra ở ngoài ngọn. Ngoài ngọn thì nhánh lá, sâu bọ, nhánh khô, rồi nhánh tươi, rồi nhánh chết, rồi nhánh lép như thế nào đó là đủ thứ hết, rất phức tạp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy người ta thể hiện Phật pháp rất phức tạp. Bởi vậy cho nên Thầy khuyên Phật tử chúng ta nên tụng kinh và học kinh, bởi vì đó chính là nguyên nghĩa Đức Phật nói. Còn biện luận lung tung rất là nguy hiểm, đó là phàm phu thì nó đúng trong một chừng mực nào đó, chứ vượt thời gian là nó sai ngay. Và Đức Phật á, ở tại cung Trời Đao Lợi hiển sức đại thần thông không thể nghĩ bàn, để làm gì? Để điều phục những chúng sanh, để dạy cho chúng sanh. Chúng sanh nào sao? À, chúng sanh can cường, chúng sanh cứng đầu cứng cổ. Hiểu cứng đầu cứng cổ không? À, Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn lơ láo không nghe. Phải không? Tức là cứng đầu cứng cổ không có chịu nghe. Phật dạy phải có cái pháp khổ pháp vui, dạy cho chúng sinh rõ pháp khổ pháp vui. Pháp khổ là sao? Pháp vui là sao? Ngồi với nhau chén tạc chén thù, cuối tuần kiếm mấy chai bia về, bắt đầu ra kia mua dĩa gì đó về, bắt đầu ngồi đã nhắm nhâm nhi rồi ngồi ca bài ca,
cuộc đời vẫn đẹp sao? Ca bài ca cuộc đời vẫn đẹp sao? Mà nó nhậu thì sao? Thì nó nhẹt. Các vị có biết nhậu nhẹt không? Hồi nhỏ thầy thấy có một cái ấn tượng rất là nguy hiểm. Hồi nhỏ, năm đó thầy còn học lớp 6, có một cái ông chú nọ, đi đâu không biết, đi nhậu đâu không biết, đi về trước cái cổng trường học á, té xuống rồi bắt đầu nằm đó. Chỗ đó tức là cái nhà của anh ta rồi đó. Bắt đầu là anh ta nằm đó một lát, bắt đầu anh ta ôi ra một cái. Thì bắt đầu là ở đó có một con chó, nó nghe cái mùi như vậy, cho nên nó chạy lại nó ăn, nó liếm, ăn xong rồi nó liếm qua liếm lại cái miệng. Thì ông chú này ông nằm đó, ông nói thôi mà chị hai, leo chi leo hoài vậy mà chị hai. Tức là cái ông chú này có lẽ đi ông vừa thường say xỉn rồi, bà chị nhà bà chăm sóc quen rồi, cứ nghĩ là chị hai leo đúng, chị hai cấu. Chị hai cấu này chăm sóc rất là kỹ, không còn ra một thơ thống gì nữa. Nếu đó là một Phật tử thì thôi, không còn một nhân cách nào để nối được. Do vậy cho nên á, cứ nghĩ rằng đó là cái pháp vui, chứ ai ngờ đâu nó là pháp khổ. Phải không? Cái pháp khổ, pháp vui, chúng ta phải có thời giờ, chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta tư duy, chúng ta mới thấy được sâu sắc. Các vị ngồi ở trước cái gương, đi đâu đó, ngày mai, chủ nhật, thầy Quyền Châu nói nhiều quá, chán quá, thôi mình nhận lời bạn bè mình đi giả tiệc. Phải không? Sáng ra, bắt đầu mình ngồi, bắt đầu mình nhìn trên mặt của mình, ở trên cái gương đó, trên cái kiếng đó. Bắt đầu là mình trét lên, chân đỏ vàng tím gì đó, trét lên xong rồi bắt đầu là mình đi qua đi lại, mình ngắm nghía cái thân mình có gì lạ đâu, vậy mà lấy bộ đồ này ra ướm thử được không? Không được, đem cất lấy bộ khác. Thời gian như vậy mất một tiếng đồng hồ, mà một tiếng đồng hồ á mà ngồi thiền, ồ cho mỏi lưng quá, ồ cho đau cổ quá, mệt mỏi quá, phải vậy không? Pháp khổ pháp vui. Cái pháp khổ thì chúng ta xây xưa, còn cái pháp vui á đưa đến an lạc giải thoát thật sự, thì chúng ta lại đầu tư một cách lơ là, không rõ pháp khổ pháp vui. Chỗ này phải tư duy rất nhiều, chỗ này nếu như khai diễn ra vô lượng vô biên cũng không hết. Do vậy cho nên á, thầy hy vọng Phật tử chúng ta chiêm nghiệm cái câu kinh này, phải chiêm nghiệm. Các vị ngồi thiền cũng giống như là lấy đá đè lên cỏ, các vị đứng lên rồi phiền não vọng động nó khởi lên lại, mà ngồi quán chiếu một câu kinh, lúc đó tuệ giác nó phát sinh, nó mới gọi là cái gươm trí tuệ chặt đứt phiền não. Các vị học, các vị thờ ai? Bồ Tát Quán Thù Sư Lợi, ngài cầm cái gươm trên tay, cái gươm đó là gươm trí tuệ. Cái gươm trí tuệ nó mới chặt đứt phiền não. Chặt đứt phiền não là chặt đứt cái gì? Cái vô minh. Mình có cái nhận thức sâu sắc, lúc bây giờ mình mới thực tập được. Còn nếu như chúng ta cứ ngồi thiền thì nó yên, đứng dậy nó trở lại, hiểu không? Cho nên thiền nó có trí giả quán là như vậy. Tiếp tục, bây giờ chúng ta vô một đoạn kinh mới. Thầy nói lướt qua như vậy, các vị nghe rồi các vị có thể tìm băng đĩa lần trước nghe lại kỹ hơn. Thầy bây giờ nhớ lại thầy còn không biết nói chỗ nào nữa. Khen xong, tức là khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ác ngũ trược có thể làm việc khó làm, đó là giúp cho chúng sinh can cường thấy rõ được pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả đến thăm Đức Thế Tôn. Đến thăm Đức Thế Tôn. Các vị thị giả ngày xưa đến thăm Đức Thế Tôn. Cái chỗ này có một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở trong sách thì chưa có viết đâu, kiếm sách không ra đâu. Tức là chúng ta thấy này, có những chúng sinh có thân bằng quyến thuộc rất đông, có những chúng sinh không có thân bằng quyến thuộc. Có những vị Bồ Tát đến với hội pháp của Phật, họ đến với vô lượng thị giả đi theo, nhưng có vị thì đi có một mình. Trong kinh Pháp Hoa nói là đi 150 người, thậm chí đi có một mình, phải không?
Nói như vậy không có nghĩa rằng là ông Bồ Tát này hơn vị Bồ Tát kia. Không phải như vậy. Đó là cái duyên của chúng sinh. Và muốn có duyên thì phải gieo duyên. Mà muốn gieo duyên thì phải bố thí. Đức Phật nói rằng ở trên quả địa cầu này không có chỗ nào nhỏ như hạt cái mà ta chưa từng bỏ thân mạng vì lợi ích chúng sinh. Chúng ta ngồi đây cũng có thể ngồi trên xương máu của Phật. Vô lượng kiếp Đức Phật đã sống như vậy. Bây giờ đây á, chúng ta thọ ơn của Phật. Thành ra Đức Phật ra đời nói kinh pháp, vô lượng chúng sinh nghe theo. Mấy ngàn năm chúng ta vẫn còn học, vẫn còn duy trì, vẫn còn truyền thừa cho đời sau. Chúng ta thấy có. Như vậy rõ ràng ở đây các vị học kinh Địa Tạng cũng là cái duyên nhiều đời nhiều kiếp với Đức Phật. Nếu không chúng ta không có bất kịp cái dòng mạch này đâu. Và thường thường khen như thế nào? Đức Thế Tôn ít bệnh ít đảo chân, chúng sanh dở độ chân. Câu đó rất là hay. Câu đó rất hay. Ít bệnh ít não, chúng sanh dở độ chân. Chúng ta gặp nhau chúng ta làm sao? Chúng ta có nói ít bệnh ít não không? Chúng ta hối đủ thứ rồi. Hối chuyện đông, chuyện tây, hối chuyện này, chuyện nọ. Rồi ngồi cớ lại cái chuyện của người ta giống như mình ở trong nhà người ta không bằng vậy đó. Mình rành lắm, giống như mình rành lắm vậy đó. Mình nói chuyện trong nhà người ta nói đầy hết. Mà chuyện của mình thì mình không có rành. Chỗ này là chính mình đã lộn ngược con suối. Đó là gì? Là điên đảo. Các vị thấy có người nào mang cái đồ dép trên đầu không? Hả? Đội cái mũ dưới chân không? Không có. Người làm như vậy gọi là điên đảo. Đảo là lộn ngược. Điên là loạn tâm nó mới làm như vậy. Phải không? Mà phiền não trong nội tâm của mình đầy hết. Tham sân si còn nguyên. Không có dám chút nào hết. Bởi vì mình quy y mà. Y quy còn nguyên. Không thay đổi chút nào hết. Mà bây giờ mình đi lo nhà người ta. Cũng giống như là mình dòm trong nhà người ta, mình nhìn trong nhà người ta, thấy nhà người ta rác rến không. Mình nói chú, cái nhà rác quá, nhiều quá, sao chịu quét dọn, đưa rác nhiều như vậy. Còn ở nhà mình thì rác nhiều núi. Có ai làm như vậy không? Không ai làm như vậy. Không ai làm như vậy. Mình cũng như thế đó. Tham sân si, kiêu mạn, nghi ngờ, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, dê cấm thủ. Tất cả những cái loại đó như là rác rến trong tâm hồn của mình. Tại sao mình không có thời giờ công phu để quét dọn cái tâm mình cho nó sạch sẽ, mà chúng ta có thời gian để coi người ta đúng hay sai? Người biết tu là người thấy lỗi của mình, không thấy lỗi của người. Mình nhớ như vậy. Thấy lỗi của mình, biết lỗi của mình. Còn nếu như có nói cái lỗi của người thì nói với tinh thần giáo dục từ bi thì đúng pháp, mà thể hiện trong cái sự mạt sát, trong cái sự hung dữ nóng giận thì đó là điềm đạo pháp. Hiểu không? Chỗ này rất quan trọng ha. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười. Đức Như Lai mỉm cười. Đức Phật không bao giờ cười ha ha ha. Không có ha. Hả? Bồ Tát Ma Ha Tát là sao? Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát. Giống như con ma nó cười ha ha gọi là Ma Ha Tát ấy. Đức Phật không bao giờ cười, cười to lên. Và Đức Phật cười mỉm cười. Cười không có, thường thường Đức Phật cười không có ra tiếng. À, và miệng Phật khi cười như vậy, ở trong hàm răng của Phật bắt đầu phóng ra hào quang. Chúng ta thấy có một cái bí quyết, tức là hào quang phóng đi luôn, thế đó là biểu tượng hoằng pháp. Nhưng mà hào quang phóng ra trên đỉnh đầu của chư Đại Bồ Tát, chúng sinh trở về lại nhục cốt của Phật, thì đó là biểu tượng thọ ký. Hiểu không? Hai cái đó nó khác nhau trong đó. Và Đức Phật mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ đó. Như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí tuệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi mới phát ra các thứ tiếng vi diệu. Câu kinh này chúng ta đọc, hiểu không? Các vị có hiểu gì không?
Thì đại khái nôm na là Đức Phật là mỉm cười vậy, rồi cái trong răng của Phật phóng ra những vườn mây sáng rỡ gì đó gì đó, đại khái là nhiều thứ vườn mây sáng rỡ trăm ngàn thứ vậy. À, này chắc có lẽ cũng vi diệu trong đời này, cũng lợi ích cho lượng cho biết cho đấy. Mình hiểu nôm na như vậy phải không? À, tối thiểu mình hiểu như vậy. Cái kinh Đại Thừa nó phức tạp ở chỗ đấy. Ở đây thầy phân tích cho các vị thấy đoạn kinh này nó nằm ở trong cái thần thông đời ác ngũ trược. Phật hiện thần thông là đề tài hôm nay. Đời ác ngũ trược ở trong cổ đời ngũ trược ác thế này, ngũ trược thầy đã giải thích hôm trước rồi, còn cái chữ thần thông, à xin lỗi, là cái chữ mà hiện Phật hiện thần thông, thì chúng ta thấy cái cõi đời này nó hiện ở trong câu kinh này đầy đủ 10 pháp giới. 10 pháp giới cao nhất là gì? Cao nhất là pháp giới gì? Cao nhất là Phật. Dưới là gì? Bồ Tát. Dưới nữa là gì? Hả? Duyên giác. Dưới nữa là thanh văn. Dưới nữa là gì? Thanh văn là A La Hán đó. Thanh văn là dưới nữa là trời. Rồi dưới nữa là gì? Người. Rồi dưới nữa là A Tu La. Rồi dưới nữa là súc sanh. Rồi tới ngã quỷ. Rồi tới địa ngục. Bây giờ chúng ta thấy câu kinh này nó ướm lên đủ 10 pháp giới. Để ý coi. Đức Phật mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng rỡ, như là vườn mây sáng rỡ đầy đủ. Đầy đủ gọi là vườn mây sáng rỡ viên mãn. Viên mãn. Viên mãn thì chỉ có cảnh giới của Phật mới gọi là viên mãn. Không có cảnh giới nào đầy đủ bằng cảnh giới của Phật. Và Phật á, nếu như chúng ta tu tập mà muốn đạt được một cái cảnh giới này thì chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là cái tâm sao? Tâm tu. Tâm tu. Tu sao? Hả? À, tu là biến phải không? Cái chữ đầy đủ này, phát Bồ Đề Tâm, chúng ta để ý có nhiều người nói rằng phát tâm Bồ Đề mà không biết phát làm sao. Theo như Ngài Thật Hiền trình bày thì phát Bồ Đề Tâm nó có mấy nghĩa? Hả? Có 8 chữ thôi. Chánh tà chân ngụy đại tiểu thiên viêm. Chánh tà chân ngụy đại tiểu thiên viêm. Đó là 8 chữ. Chúng ta để ý người phát tâm như thế nào gọi là chân chánh, như thế nào gọi là tà vậy. Có người phát tâm tà vậy chứ. Có người. Chẳng hạn như người ta muốn làm việc tốt vì một mục đích nổi tiếng, vì sự quảng bá, quảng cáo, sau đó người ta thu lại một món lợi còn hơn đó nữa. Cái đó không phải là phát tâm tu, không phải là phát tâm làm việc thiện. Vậy thì thưa quý vị, thiện nghĩa là gì? Hả? Thiện là việc lành thì biết rồi, chứ mà nó nghĩa nó là gì? Thầy định nghĩa cho các vị nhớ từng câu sau này mình làm, mình biết cái hành động. Thiện là một hành động, một tạo tác có lợi ích cho bản thân của mình và mọi người ở trong hiện tại và tương lai, thì đó gọi là thiện. Nếu như có lợi cho mình mà có hại cho người, không phải là thiện. Nếu như có lợi cho mình mà không có hại cho người thì tạm thời gọi là thiện chút chút, thiện cho bản thân của mình. Nếu như hôm nay đó là có lợi nhưng ngày mai nó có hại thì đó không phải là thiện một cách rốt ráo, hiểu không? Cho nên á, phải định nghĩa cái chữ thiện nó như vậy. Làm việc gì trước tiên phải suy nghĩ cái nhân cái quả rõ ràng. Mở miệng ra phải uống cái lưỡi 7 lần trước khi nói. Các vị nghe đạo lý này chưa? Hả? Dạ thì bấy cái lưỡi 7 lần là sao? Suy nghĩ cho kỹ ha. Hồi xưa ông nội thầy ông nói thằng cháu, con nhớ nói ra phải uống cái lưỡi 7 lần. Nhất ngôn ký xúc tứ mã đang truy. Một lời nói ra làm sao? Bốn ngựa khó theo kịp không? Không có đúng.
ngựa tứ chứ không phải là tứ mã. Tứ mã là con ngựa tứ, con ngựa tứ nó như con ngựa thú vậy đó. Chứ còn bốn con ngựa mà bốn con ngựa ôm nhách làm gì, nó chạy không bằng một con ngựa tứ, hiểu không? Con ngựa tứ một ngày nó chạy cả ngàn dặm, cho nên gọi là tứ mã, tức là ngựa tứ nan truy, tức là không có đuổi kịp. Con ngựa tứ là một loài ngựa nhanh nhất, chạy nhanh nhất. Thì lúc đó hôm sau thầy mới lên, ông nội thầy gọi lên, thầy mới thưa chuyện, thầy nói thưa ông, bắt đầu thầy đứng thầy uống cái lưỡi. Ông nói chứ mày làm gì? Tôi nói dạ con uống cái lưỡi 7 lần trước khi nói. Ông ký trên trán thầy, ông nói mày ngu hết chỗ nói à. Sau này lớn lên thầy mới hiểu bảy, cái con số 7 này không phải bình thường, mà nó là con số 4 và con số 3 cộng lại. Con số 4 là con số chỉ cho không gian, đông tây nam bắc. Con số 3 là con số chỉ cho thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy thì khi mở miệng ra nói một lời, chúng ta phải xem mình đang đứng ở vị trí nào. Mình đang là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, hay là anh, là em. Mình nói đúng cái vị trí đó. Mình ra ngoài, mình làm thị trưởng, mình về nhà, mình làm thị trưởng với mẹ mình hả? Đâu có được, mình là người con. Phải không này? Mình làm bất cứ cái gì ở xã hội, mình về nhà, mình vẫn là người mẹ, vẫn là người vợ. Mình phải biết cái vị trí của mình như vậy. Mình đang là con, mình nói với cha, hay là mình là cha, nói với con. À, cái này rất là quan trọng đó nghe, rất là quan trọng. Rồi, mình nói hôm qua, mình nhớ mình nói như thế nào? Hôm nay mình nói như vậy. Và ngày mai, mình đừng có nuốt lời. Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Mình nói ra lời hôm nay, 10 đêm sau người ta hối lại, mình có còn nhớ không? Hay là mình nói rồi, thôi, như là gió qua nhà trống, mình không nhớ nữa hết. À, cái này là không được, phải không? Cho nên đó, con số 4, con số 3, đó là uống cái lưỡi 7 lần. Hiểu chưa? Cái đạo lý này rất là quan trọng. Vậy thì khi hiểu những cái đạo lý này, chúng ta phát tâm Bồ Đề. Chúng ta phát tâm Bồ Đề, tức là chúng ta lấy cái chữ gì? Chữ chánh. Rồi chữ gì? Chữ chân. Rồi chữ gì? Chữ thiên, đại tiểu. Chúng ta lấy chữ đại. Và chúng ta lấy chữ gì? Chữ viên. Chữ viên tức là viên mãn đầy đủ. Các vị làm một việc phước, các vị hồi hướng cho cứu quyền thất tổ, chúng ta sẽ có duyên với cứu quyền thất tổ. Và cái phước đó chỉ tồn tại có 3 đời mà thôi, sau đó nó tan biến hết. Các vị biết tại sao hay không? Hôm nay chúng ta ở trong một dòng tộc này, chúng ta kết duyên vợ chồng với một người khác, chúng ta sinh con đẻ cái, và đời sau chúng ta lại kết duyên sang một dòng tộc khác, đời sau lại sang một dòng tộc khác nữa. Và chỉ cần 3 đời như vậy, chúng ta không thể kết duyên với dòng tộc đó nữa. Thì cái phước này hồi hướng tới cứu quyền thất tổ, nó chỉ có 3 đời mà thôi. Nhưng mà nếu như hồi hướng cho tới vô lượng chúng sinh trong pháp giới, mà chúng sinh trong pháp giới thì không có hình tướng, không có hình tướng thì bất sinh bất diệt. Cho nên nói rằng hồi hướng công đức tới pháp giới chúng sinh sẽ có phước vô lượng vô biên. Hiểu không? Có hiểu cái đạo lý đó không? Nó rất là rõ ràng chứ không phải là mình nói cái tập mờ nghe. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật phóng hào quang ra để chiếu khắp vô lượng cõi Phật ở tại cung trời Đao Lợi. Và chúng ta thấy chưa có một bản kinh nào mà Đức Phật phóng quang 3 lần. Chỉ có kinh Địa Tạng này Đức Phật phóng quang tới 3 lần. Và cũng chưa có bản kinh nào có vô lượng chư Phật chư Đại Bồ Tát đến để tham dự. Chỉ có kinh Địa Tạng có vô lượng chư Phật chư Đại Bồ Tát đến để tham dự và ấn chứng cho bản kinh này. Vậy thì chúng ta biết hôm nay chúng ta khai diễn Pháp Hội Địa Tạng cũng sẽ được vô lượng chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh cho Pháp Hội của chúng ta. Đó là sự kết duyên như vậy. Thứ hai, vầng mây sáng rỡ
Thứ hai là vườn mây sáng rỡ đại từ bi. Từ bi đây là một cảnh giới của Bồ Tát Đạo. Cảnh giới Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo tu tập từ bi là hàng đầu. Từ bi là sao? Từ bi là sao? Hồi xưa tại học ở tu viện Nhân Thiều, có cái ông bạn không thuộc bài lên á, ông thầy ông hỏi từ bi nghĩa là gì. Cái ông thầy này ông sợ quá, ông rung, đứng rung rung như thế này. Thầy ngồi đầu bàn, thầy chia cái miệng lại, thầy nói từ bi nghĩa là ban vui, ban vui, ban vui. Từ bi là ban vui, ban vui, ban vui. Ông nghe sao không biết, ông nói dạ thưa thầy, từ bi nghĩa là đen thui. Thôi vẫn biết luôn mà không, vẫn biết luôn. Thôi, để mình anh nói dễ dàng. Cho nên chúng ta không có hiểu gì đó. Từ là từ năng giữ lạc, bi là bi, bi năng bạc khổ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, đó gọi là từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Hiểu chưa? Vậy thì chúng ta nghe ai mà mắng chửi mình, mình nhẫn lại một chút để cho người ta an ổn, người ta dịu bớt cái sự tức giận của họ, thì đó là gì? Đó là bố thí. Tức là giúp cho người ta một sự an ổn. Cái đạo lý này thầy thường dạy đệ tử của thầy phải nhớ cho kỹ. Đủ cái sức lắng nghe. Mình lắng nghe, mình biết rõ đúng sai, phải trái. Chứ không phải là mình nghe người ta hủy nhục, mình là nhục đâu. Hoặc là nghe người ta hạ nhục mà mình hạ đâu. Không đâu. Cái danh giá con người không phải thông qua một sự mắng chửi mà nó bị phèn ố. Không phải như vậy. Thầy đây thầy bị luôn thôi. Thầy bây giờ thầy quen rồi, thầy nghe chửi giống như nghe nhạc cho linh. Thành ra hồi đó hồi đó các bạn biết không, hồi đó gần chùa, hồi đó còn ở gần chùa, thầy kể cho các bạn nghe, hồi gần chùa thì lúc đó có một cái ở chùa bên Việt Nam nha, có một cái người họ nuôi heo gần chùa, bắt đầu họ mới làm chuồng heo mà họ mới đào cái lỗ bờ tường, họ xá phân heo sang chùa. Thì lúc đó thầy mới nói á, thầy nói chị ơi, chị đừng có làm như vậy, đất Già Lam Tam Bảo luôn luôn có long thần hộ pháp, chị làm như vậy sẽ tốn phước rất nhiều và chị làm nó cũng không có giàu có được đâu. Cho nên á, thầy nghĩ rằng nếu chị muốn như vậy, không có chỗ để thái phân của nó, thì thầy sẽ cho chị một cái khoảng đất ở bên chùa, chị đào cái hầm ở dưới á, rồi chị bắt cái ống dẫn qua đưa cho nó rút nó sạch cái đất á. Chứ ai thì chị thả trên mặt đất như thế này á, thì nó bay mùi, rồi người ta tụng kinh, rồi rất là tốn phước. Là cái bà này bà nói là sao các bạn biết không? Bà nói chứ đâu có xả đâu, phấn đâu có. Thầy mới nói thầy có hai con mắt thì nhìn thấy rất rõ ràng, phân đang trào qua đây này, đang chảy qua đây, chị qua chị coi. Bà nói thôi được rồi, nhiều chuyện quá. Tại chùa nhiều chuyện, tại chùa tu hành cũng nhiều chuyện. Nói nghĩ nó mắc cười trong bụng. Trong bụng tự nhiên nó mắc cười. Cái thầy mới nói chị ơi, tôi nói như thế không có quá, không sai sự thật, không sai sự thật. Thì tại sao chị nói tôi là nhiều chuyện? Tôi nhiều chuyện chỗ nào, chị hãy cho tôi biết cho rõ. Chị nói được rồi, đến ngày mai đào, gì đâu mà nói hoài, nhiều chuyện. Thì thầy mới nói, thầy nói chị cứ nói cho rõ ràng, tôi thì nghe lúc nào cũng được, tôi nghe dưới giống như là nghe nhạc chốt linh vậy đó. Thế là bên kia là thầy nghe rốn rốn ráng ráng liền, rốn rốn ráng ráng liền, tức là người ta nối giận, người ta nối giận. Sau này thầy thấy cũng hối hận, tại vì mình nói câu đó là giống như mình chọc tức người ta, và người ta hôn, người ta nối giận. Thành ra cái niềm vui trong người tu của mình không phải lúc nào mình cũng bộc phát. Mặc dầu ông bà mình nói rằng một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, phải vậy không? Một nụ cười 10 thang thuốc bổ, và chỉ cứ cười lên, cứ cười luôn, cười luôn thôi. Cười mà vô trong nhà hoàng người ta đừng cười. Vô đó mà cười là người ta nói tự nhiên sao kỳ, tay lại rửa tráng, thử cái ấm tráng chùa. Nói tôi tự nhiên nghe lời thầy Huyền Châu tai hại. Trong cái cuộc sống á, có nhiều khi nó khó xử lắm.
tới nhà Phật tử trong cái ông chú này. Ngày xuân mới vô, ông nói thưa thầy, thầy có đôi lời chúc Tết con với thầy. Chứ sao năm nay làm anh khô quá. Các vị biết à, thầy biết chúc làm sao không? Thầy ngồi thầy nghẹn ngào không biết chúc làm sao hết. Vì sao? Bởi vì ông ta buôn bán hồn. Không lý nào chúc người ta mua mây bán đất. Tôi chết rồi. Cho nên nói chú ơi, thầy nghẹn ngào không biết nói làm sao, thầy chú thông cảm. Thông cảm để mà ông trách, giọng trách. Ông nói có câu chúc thôi mà ông thầy ông mớ miệng cũng được. Bây giờ buôn bán hồn mà chưa chúc sao rồi. Hãy ăn nên làm ra cũng được. Hay là mua mây bán đất cũng được. Hả? Chúc sức khỏe thì ông ta cầu mình chúc là phải chúc làm sao cho ông ta làm ăn mà năm nay làm ăn được mà. Người ta cần như vậy mà. Thật là gây go. Có nhiều khi cũng khó xử lắm. Những cái gì thầy thưa quý vị nghe qua, nó không phải là một chuyện cười đùa dư thời gian đâu. Mà đó là gì? Đó là bố thí. Bố thí, bố thí một sự hỷ lạc, bố thí pháp, bố thí niềm vui, đó là bố thí. Cho người ta cái niềm vui, mình sẽ có được niềm vui. Muốn người ta khen mình đừng chơi bai người khác. Đúng không này? Mình thích đẹp mà mình cứ chơi bai người ta. Mình muốn người ta khen ngợi tán thán mình mà mình cứ tạo cái nhân là hủy nhục người khác, vu cáo người khác, làm sao mình có hạnh phúc? Tạo nhân như vậy, cái quả đó ai nhặt cho? Phải không? Do vậy cho nên nhân quả rất là quan trọng. Và tu theo hạnh của Bồ Tát đó là thể hiện cái công hạnh bố thí. Và đề tài chính này thầy sẽ dạy cho các vị vào ngày mai, sáng mai, về vấn đề của Bồ Tát Đạo. Ngày mai có một đề tài là gì? Lục độ Bồ Tát Đạo. Buổi chiều chúng ta học đề tài tình yêu thiên giới. Đó là hai đề tài của ngày mai. Bồ Tát thầy nói lướt lướt qua như vậy. Giờ thì chúng ta phát tâm Bồ Đề, thực hiện hạnh Bồ Tát. Thực hiện hạnh Bồ Tát, chúng ta sống vị tha cao cả. Nếu như chúng ta phát tâm mà chúng ta không làm được điều này thì đó không phải là tâm Bồ Đề, mà đó là tâm Bồ Lờ. Biết Bồ Lờ không? Cây Bồ Lời. Cây Bồ Lờ mà cái tâm Bồ Lờ, cây Bồ Lờ là cây mà người ta lấy làm nhang đó. Đó là cây Bồ Lờ. Mà nếu như phát tâm gõ mõ tụng kinh mà cái tâm nó nhỏ, nó nhạt, nó rít rấm thì đó là tâm Bồ Chét, chứ không phải là tâm Bồ Đề. Cho nên mình hướng theo cái tâm nào thì nó theo cái tâm đó. Cho nên mình tâm Bồ Đề đàng hoàng, tức là tâm hướng tới sự giác ngộ. Hướng tới sự giác ngộ, chứ đừng có mà hướng tới lung tung, nó sai pháp. Hiểu chưa? Vừng mây sáng rỡ đại từ bi, đó là cảnh giới của Bồ Tát. Vừng mây sáng rỡ đại trí tuệ, đó là cảnh giới của gì? Của duyên giác đạo. Cảnh giới cao nhất của duyên giác đạo, họ tu như thế nào? Họ tu cái gì? Họ tu 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tứ. Đó là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thầy phân tích cho các vị nghe. Từ vô lượng kiếp vừa trước, chúng sinh bị vô minh điên đảo cho nên mới chui vô trong bụng đầu thai. Phải không? Chui trong bụng mẹ rồi đầu thai ra mang cái thân này. Mang cái thân này có sướng đâu? Đức Phật nói rằng cái thân này là một đại họa. Một đại họa đủ việc hết. Chỉ có cái thân này, nắng một chút chịu không nổi, lạnh chút chịu không nổi, đeo một chút cũng mệt, ăn no vô cũng khó chịu, rồi ở đói thì chịu cũng không nổi. Có ai ăn no quá phải lấy chổi quét chưa? Hả? Chưa biết cái này hả? Ồ, cái này thầy chỉ cho các vị một cái mẹo. Ăn no quá có khi nó phát ách, chết đó nghe. Chết đó. No quá, chết. Lỡ ăn no quá rồi giờ làm sao? Đang trớn ăn tháng lại ăn kịp, nên thêm mấy chén nữa. Làm no quá thì làm sao? Lấy cái chổi lông gà ngồi quét cái bụng. Thầy nói thật, đừng có cười. Thầy nói thật mà. Tại vì cái no nó làm nó ướn lên cổ, nó muốn gọi ra.
Nhưng mà lấy cái tôi quét quét nó có cảm giác đi xuống. Cảm giác đi xuống. Và tự nhiên nó giải đi cái khó chịu đó. Hiểu không? Cái này là một cách chữa mèo. Cách chữa mèo. Đau đông chữa tây, đau nam chữa bắc, chỉ có Việt Nam phương Đông mới có những cái cách này. Còn phương Tây thì nó chịu, nó không biết đâu. À, bác sĩ ở Mỹ này phải tìm thầy mà học. Còn nhiều thứ lắm, các vị biết. Chẳng hạn như cái đầu rồng đó, các vị biết không? Cái đầu rồng mà nếu như mà có con rắn hay là con ong mà nó cắn á, các vị chỉ cần cắn cái đầu rồng đó, nhai nhai nhai, đép lên một cái là cái nọc tiêu liền. À, tại vì hồi xưa á, là thầy chán cái thế gian này lắm. Cái thế gian này á, là người ta cãi nhau, người ta cãi luôn thôi. Sáng trưa chiều tối, cái gì cũng tiền, tiền, tiền. Lúc nào cũng tiền. Cho nên thầy chán nản quá, thầy muốn đi vô rừng, thầy ở một mình. Hồi đó, hồi nhỏ mà, nằm mơ như vậy. Cho nên phải đi học, học rất nhiều cái kiến thức rừng núi để tự sống một mình, tự sinh tồn một mình. Tới khi mà đi xuất gia rồi, vô trong chùa rồi cũng ôm giữ cái tư tưởng này. Bốn sư thầy đưa tiền đi nộp tiền học, thầy lấy đôi đũa, thầy gắp. Thầy thà có muốn đụng tôi tiền. Tiền nó dơ quá, không muốn đụng tôi. Nó dơ hai nghĩa trong băng em. Nó dơ cái nghĩa đen là sao? Tức là lấy tiền nhét nhét tôi đây. Rồi từ từ lấy ra, cái đồng tiền nó bấy mùi gì. Vậy á, ra ngồi chợ, ở Việt Nam thầy thấy mấy cái bà bán cá, bà lê lưỡi thật dài vậy bên, thầy chấm vô đây. Rồi chấm lên đồng tiền. Cái đồng tiền đâu có sạch phải không? Rồi cuộn cuộn lưng quần. Đủ thứ cách hết. Và nó chưa cả cái mặt tinh thần nữa nếu như chúng ta không biết sử dụng. Cho nên thấy đồng tiền chán nản quá. Thầy không muốn đụng tới. À mà nói tới, nhớ tới cái đôi đũa. Các vị nghe giảng pháp thầy, thầy đi bắt cười lắm. Không có hạng ngủ gì hết. Nhớ đâu nói đó. Hồi trưa, các vị biết không? Các vị biết cái đôi đũa không? Biết cái triết lý đôi đũa không? Chưa nghe hả? Thầy nói các vị nghe triết lý đôi đũa. Người phương Tây ấy, nó ăn như gì? Ăn như thú, ăn thịt. Còn phương Đông ăn như chim, nó ghép. Người phương Tây họ sống theo văn minh gì? Du mục. Nuôi đàn gia súc và đi theo đàn gia súc. Cho nên đó, phương Tây họ làm cái gì cũng nhanh. Họ làm nhà cũng nhanh và họ dỡ nhà cũng nhanh. Bởi vì đàn có nó hết rồi, gia súc nó đi thì họ phải đi theo. Đó, cái cách sống của người phương Tây ngày xưa họ là như vậy. Và họ sống theo cái văn minh du mục, cho nên đó, họ không có cái ngày dỗ. Bởi vì đi đầy hết làm sao biết chỗ nào mà chôn. Chết là chôn là xong. Cho nên họ chỉ có ngày sinh nhật. Còn phương Đông là có cái văn minh nông nghiệp lúa nước. Gieo xuống đất một chút, một cái hạt giống, một bụi lúa, một đám lúa. Rồi bắt đầu ngồi đó mà trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trong suốt phải không? Ngồi im một chỗ và sản xuất cái gì? Sản xuất theo nông nghiệp. Cho nên ăn giống như cái con chim nó ăn thóc. Em nghe cái miệng nó ghép thế này. Thành ra là cái trong cái bữa ăn của người Việt đó, họ dùng cái đôi đũa. Còn phương Tây là họ dùng cái nĩa, cái muỗng và cái dao giống như con thú ăn thịt, nó cắt ra, nó xé ra. Hiểu không? Ba cái nĩa, nó xé ra. À. Và cái đôi đũa, tại sao con bà mình ngày xưa hay cấm kỵ một điều, tức là đôi đũa không có được so le. Bởi vì so le là sao? Tức là tượng trưng cho hai vợ chồng không có bằng nhau. Chồng lấn lướt vợ, vợ lấn lướt chồng. Gia đình đó không phải gia đình hạnh phúc. Làm cái gì? Vợ chồng bàn thảo với nhau, thuận vợ thuận chồng, tác biển đồng cũng cả. Rất rõ ràng, ông bà mình dạy rất hay. Đạo lý đó là đạo lý của đôi đũa. À, cái đôi đũa đó, bây giờ chúng ta thấy. Rồi, đôi đũa không có làm hai cái chất liệu khác nhau. Không cái bằng một cái bằng tre, một cái bằng nhựa. Vậy thì nói rằng hai vợ chồng cùng một nền văn hóa bao giờ cũng có hạnh phúc hơn. Hiểu không? Một người chồng là Mỹ, người vợ là người Việt,
mà sinh ở tại Việt Nam, lớn lên tại Việt Nam không thể nào có hạnh phúc nổi đâu. Nó có những cái cảm nhận về niềm vui, cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Cho nên hai cái tính chất của đôi đũa giống nhau. Cho tới khi chết rồi, lấy hai đôi đũa ghem ở trong chén cơm. Cái đôi đũa đó là vợ chồng, luôn luôn có nhau, bền nhau. Người Nhật Bản họ quy định tầng lớp thượng lưu ăn cái đôi đũa có chạm trổ tinh vi và đôi đũa ngắn. Người dân thường tầng lớp hạ lưu thì ăn đôi đũa thô và dài. Đó là cái quan điểm của người Nhật Bản. À, vậy mà sao không biết dọn đũa thầy chiếc dài chiếc ngắn? Tại biết tại sao? À, thầy cầm một chiếc dài chiếc ngắn thầy ngồi thầy cười. Và các vị biết á, thầy cười là sao? Vì cái này, cái người này không có hiểu và làm việc không có chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta làm, chúng ta biết chúng ta đang làm gì. Đỡ cái đôi đũa lên bàn, mình đỡ lên nó lồi cái đôi đũa ra khúc dày. Mình phải hiểu rằng nếu có người đi ngang qua nó vướng một cái, mình làm cho mình phải nghĩ tới người một chút. Nó vướng xuống thì đôi đũa nó rớt xuống đất. Mình hiểu rõ từng chút như vậy. Những lời như vậy là Phật dạy. Nếu như mà lâu lâu mình đi vào nhà vệ sinh thì mình gõ 3 tiếng. Vì sao? Bởi vì gõ 3 tiếng như vậy để cho những con côn trùng nó ẩn thân đi. Hoặc là để cho gì? Để cho những cái khuất mạch, có những cái khuất mạch họ chuyên ăn những cái phân dơ. Những canh giới đó nó có. Các vị đừng có cái này thầy chứng kiến nhiều thứ lắm. Cái nghiệp ăn phân dơ nó khủng khiếp. Những chúng sinh đó, nó phức tạp lắm. Thì cái chiêu cảm này họ ăn phân dơ, cho nên khi mình gõ như vậy là họ nghe tiếng động là họ tự ẩn thân. Phơi cái quần, ngày xưa ở đây thì không có, chứ mà ngày xưa Đức Phật dạy rất hợp với văn hóa Việt. Phơi cái quần là phơi không quá khối đầu của mình, từ cổ tới xuống. Phơi cái đồ lót là phơi nó kín đáo bên trong. Rồi còn phơi cái áo thì có thể phơi cao lên trên đầu. Hành trì mật chú đi chui qua cái dây phơi đồ, bắt đầu tác dụng nó phức tạp rồi đấy. Hiểu không? Vì vậy cho nên là trong cái văn hóa Đức Phật dạy, ở đây cũng dạy, thầy khuyên các vị chúng ta học được một chút nào, nghe thầy nói cái gì các vị nên quán chiếu và sửa ngay lập tức. Thầy ơi. Dạ. Dạ mời cô. Thầy nói áo mặc sao qua khỏi đầu cái nghĩa là sao? Áo mặc qua sao qua khỏi đầu, cái đó là cái chuyện cha đặt đâu con ngồi đó, cái chuyện hôn nhân mặc áo qua khối đầu tức là sao? Tức là vượt khối cái lễ nghi của cha mẹ. Ngày xưa là sao? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Hôn nhân ở Việt Nam ngày xưa là như vậy. Bữa nay thì khác rồi, bữa nay nó hiện đại. Nên nó hiện đại lắm. Cho nên rồi nó cứ thương rồi nó nói này, cái đây là chân lý của nó. Cái chân lý của nó, nhưng mà nó không thấy rằng càng đi tìm những cái xúc cảm để lấp cái hố sâu của tâm hồn, càng lấp chừng nào thì càng trống vắng chừng đó. Có người càng đi vào trong dục vọng chừng nào thì càng đảo điên chừng đó. Chỉ có ngồi im lại, sống với tĩnh tâm và sống với an ổn của chân lý thì cái hạnh phúc tự nó hiện ra đầy đủ hết. Cái này thầy trải nghiệm chính bản thân thầy chứ không dám nói cho ai hết. Rất bản thân mình thôi. Ngày xưa với Đức Phật ngồi im, Đức Phật thấy thế này. Đây là một dòng tư tưởng nó hiện lên trong đầu. Đức Phật thấy thiền quán nó như vậy nghe. Và cái dòng tư tưởng này nghĩ theo. Chẳng hạn như nghĩ làm sao? Mẹ nhớ con quá. Nhớ quá. Nước mắt bắt đầu nó muốn chảy ra. Và cái lòng mình nó rã rời. Dòng tư tưởng này sẽ đưa đến cảm xúc tiêu cực, chúng ta không nên đi theo. Và chúng ta ngồi im, chúng ta nghĩ tới Phật, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm được nào lòng mình càng phơi phới. Dòng tư tưởng này chúng ta nên đi theo. Đây là con đường đưa đến đau khổ, các con hãy né xa. Đây là con đường đưa đến hạnh phúc, các con hãy đi theo.
rất rõ ràng, rất là khoa học, cụ thể vấn đề. Nhưng mà thì chúng ta cứ tu tập theo những gì Đức Phật chỉ dạy như vậy, ở trong tư tưởng của mình mà tu tập. Trong vô lượng kiếp vừa trước, chúng ta đâu có biết, đâu có biết rằng có cái thân người này là một đại họa, nhưng mà cũng là một cái phước lạc. Cái phước lạc, Đức Phật nói thế này, Đức Phật lấy cái tay móc xuống dưới đất, một chút đất. Đức Phật nói này A Nan, ông thấy tay đất trên tay của ta so với đất cái mặt cái quái địa cầu này như thế nào? Ngài A Nan nói rằng đất ở trên tay của Như Lai có một chút xíu thôi, thì làm sao có thể so sánh với cái đất mà bao la trên quái địa cầu này được? Phật nói rằng cũng như vậy, chúng sinh có được thân của cõi trời và cõi người ít như là đất trên tay của ta. Còn những chúng sinh mà đọa trong địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nhiều như là đất trên quả địa cầu. Bây giờ cho nên Phật mới nói nhân thần nàng đất, Phật pháp nàng vẹn. Phật pháp nàng vẹn, mình nghe một chút á là bắt đầu nó buồn ngủ, cái nghiệp á, nghiệp nó lôi kéo, nó buồn ngủ. Còn nghe những cái chuyện gì đó, ai mà mắng chửi mình hay là nói hành mình, hay là bàn chuyện làm ăn hay là chuyện này chuyện nọ, nó say sưa lắm. Còn những cái chuyện mà thoát ly sinh tử là bắt đầu nó kéo ngược lại. Nó kéo ngược lại, đó là biểu hiện của nghiệp. Sự vô minh này nó trói buộc chúng ta, nó cho chúng ta bị chìm đắm trong đó. Chìm đắm miết như vậy. Và chúng ta mất cái thân này thì đi tìm cái thân khác. Đó là vô minh. Cho nên từ vô thủy kiếp vừa trước, chúng sinh trống trong vô minh điên đảo. Ở trong vô minh điên đảo này, bây giờ trôi lên ở trong luân hồi, trôi lên trong luân hồi mới chui vô bụng đầu thai. Đó là vô minh. Vô minh mới vận hành theo kiểu đó, mới có cái thân. Có cái thân thì sao? Có hình sắc và có tên gọi. Cho nên gọi là vô minh hành và thức. Thức có tên thân này là có danh, có sắc. Vô minh hành thức danh sắc, có sáu cái cơ quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý thức để nó tiếp nhận thế giới ngoại cảnh và cái nội tâm mình phân tích nó, thì đó gọi là lục nhập. Lục nhập thì sao? Nhập vô thì nó phải sao? Nó phải có cảm giác. Có cảm giác. Con mắt mình nhìn cái đẹp, lỗ tai mình nghe một bản nhạc hay, đều có xúc cảm hết. Cái này gọi là có cảm giác. Cái này gọi là xúc. Xúc thì bắt đầu sinh ra cái thương ghét thật là bình thường. Nghĩa là có gì? Có thọ. Có thọ. Cái nào mà làm cho mình bình an, mình thích, mình sẽ đi tìm kiếm. Còn cái điều nào nó không, bắt đầu là mình thấy mình muốn kháng cự. Vọng tưởng sinh ra. Là xúc này, thọ này, tướng này. Gì nữa? Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái. Ái rồi, cái nào mà nó tốt quá bắt đầu giữ, nắm giữ là thú. 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 Hồi trước là có, hồi trước các vị biết không? Có một cái ông này. Ông này là ông có cái ly đồ cổ. Cái ly đồ cổ là nó kỹ lắm. Ông ta, con ông ta nó là bớ có một cái ly thôi mà ông ta đánh tôi rướm máu vậy đó. Thầy thấy đau xót quá. Thầy mới tới nhà thầy thăm, ông này là Phật tử. Mà thầy nói ông chú này mà nếu như chấp trước như thế này rất là nguy hiểm. Mới tìm những cách để hóa giải. Thầy mới tới, thầy nói thưa chú, thầy thực tập thiền định lâu ngày, cho nên không hiểu sao dạo này nó có một chút thần thông. Cái ông này ông nói, thầy có là thầy. Vâng, có thần thông. Rồi thần thông thầy lại được cái gì? Thầy mới nói rằng là thầy có thể ra phía sau bức tường mà thầy lấy một cái vật ở trước bức tường thầy lấy được. Chú đứng chú cầm một cái vật ở trước bức tường này, thầy ra ở sau bức tường thầy lấy được. Cái thầy, ông này ông nói, thầy nó dẹp. Làm gì coi chuyện đấy. Thầy nói chú không tin cứ cá độ, sao cũng được. Cái ông chú này nói được rồi, tôi thử một phen, thầy làm được hay không. Là ông ta đứng, thầy nói ông ta đứng giang tay ra. Giang tay ra. Thầy đứng giang hai tay ra. Thầy mới lại thầy lấy hai cái ly đồ cổ của ông ta, thầy đỡ trên cái bàn tay này. Đỡ trên mu bàn tay. Thầy mới nói được rồi chú cẩn thận, đứng im đó. Thầy sẽ ra sâu, thầy sẽ lấy cho chú coi. Thầy ra sâu, thầy đi rửa mặt.
Cái đầu là ông ta đứng lâu quá, thầy ơi thầy ơi, lâu quá không thấy thầy quay lại. Mà ông ta chỉ cần tháo xuống một chút thôi là cái hai cái ly đồ cổ đó nó bỡ liền. Cái ly đồ cổ ông ta quý gớm lắm, con ông ta làm bỡ mà ông ta đến tôi rướn máu mà. Bây giờ mà ông ta đỡ thế này là cục cửa là nó rớt. Mà giang hai tay nó mối chịu không nổi. Là ông ta đứng ta la làng xóm lên. Và người ta nghe được, người ta vô, người ta lấy xuống. Bây giờ là ông ta giận thầy quá chừng. Ông ta tới chùa, kiếm thầy. Phen này phải trả đũa. Thì ông ta tới thầy mới nói, chú ơi, một cái ly mà nó làm cho chú đau khổ tới mức vậy sao? Một cái ly mà nó làm cho chú đau khổ tới mức mà con của chú nó quý hơn là cái ly đó nhiều chứ. Tại sao chú xử sự như vậy? Nếu như chú làm bớ thì ai đánh chú? Phải không? Ai đánh chú? Chẳng qua là chú dùng cái quyền lực của người cha chú đàn áp con cái như vậy. Không có cái đạo nào mà chấp nhận cái nguyên lý đó. Và thầy hy vọng chú phải suốt đời nhớ cái chuyện đó. Ở Việt Nam nhiều chuyện lắm, thưa quý vị, nhiều chuyện lắm. Mà thầy thì tính là thầy hay nghịch. Thầy hay nghịch thì nó cứ nghĩ ra chuyện đông chuyện tay luôn. có cái ông sư mà ông mặc quần cái một ống này. Thầy ta cười quá. Thầy nói ông sư mặc quần một ống. Cái nguyên tắc của một người đi khất thực, tức là đi khất thực xong rồi á, là ông ta đầy bình bát là đi về. Đầy bình bát mà không về là phạm giới. Thì hôm đó có một ông sư từ trong tu viện Nhân Thiều đi ra. Thầy mới nứt trong lòng bụi. Thầy mới ra, thầy đứng trước mặt đàng hoàng. A Di Đà Phật, thưa sư, con thành tâm cúng dường cho sư. Thầy bỏ vô trong bình bát một trái dừa. Nó đầy mong. Nó đầy mong. Tôi đi về. Trong sư này, ông về nhà được, ông xá y áo rồi. Mua Phật con lạy thầy đỡ cho con tu một chút. Thầy nói sư cứ tu tự nhiên chứ tôi không có làm gì sư hết. Bây giờ trưa đó ông ta ăn cái dừa đấy. Xong rồi ông ta ngủ thầy thấy ông ta tội quá, nằm ngủ trời nắng quá, thầy lấy cái mê quạt thầy đỡ dưới chân ấy. Ông ta nằm nghiêng qua nghiêng lại, gió thổi mê quạt từ từ cứ dậy nó lên rồi cái ông ta thức dậy, ông ta càm ràm cứ đỡ mê quạt thì lạ ghê vậy. Mà cái mấy quạt nó thổi dư thổi lên như vậy thôi dư. rồi ra hôm sau. Mà cái ông sư này cũng kỳ lắm, là ông hay bị cái bệnh, tức là ông hay ngủ quên. Mà thầy hồi đó trong phòng thì làm một cái phòng trướng, tức là phải có trách nhiệm đánh thức mọi người dậy. Mà thầy đánh thức cho ông này khó khăn lắm. Mà có khi ông càng nhằn nữa. Trời mùa đông nó lạnh như da như kết, mà phải đánh thức dậy đi tụng kinh. Mà từ chỗ ở tới chỗ tụng kinh là đi bộ 15 phút. Mà trời mưa quá phải mang áo mưa. Rồi vô rồi xanh quần lên là mới đi. Lên tới chỗ tụng kinh đi xa như vậy đó. Thì rồi đèn pin đi, nó làm biếng. Ta ngủ. Mà khi ông ta ngủ là thầy bị khiển trách. Thầy quan chúng bị khiển trách luôn. Thầy mới dùng cái tình cảm lời lẽ thầy khuyên bảo. Cũng không nghe. Không nghe làm sao? Các vị có biết cái chao không? Cái chao bay mùi gì? Cái mùi thơm thấm thấm. Cái mùi thơm. Bắt đầu thầy mới lấy cái chao. Canh đó khi ông ngủ say sưa rồi. Tôi chừng khoảng 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Lúc đó say sưa lắm. Thầy mới lấy cái chao đó, thầy mới quẹt cho nó mũi một chút. Thế là ông ta nằm im đó. Đang ngủ mà. Thầy mới lột hai trái chuối, kéo cái lưng quần ở sau ra, thầy mới thấy vô xong rồi thầy mới kéo ngứa lại, làm ta nằm ngứa lại, thầy mới nói dậy tụng kinh, ngủ chi ngủ dữ vậy, rồi thầy đi, làm ta nằm ở đằng ta hít, mùi thì nghe nó cái mùi, lỗ mũi thì nghe mùi, mà ở sâu thì nghe nó ướt, tức là sao? Tức là ông ta im lặng, ông ta lốm thốm, ông ta tốn cái váy lại, từ từ đi lên nhà tắm.
Thôi chịu. Sáng hôm sau á, bắt đầu ông ta mới lên lấy lại đèn, bật đèn sáng rồi tài tụng kinh gì á, là ông ta càm ràm tài suốt một ngày. Nó càm ràm, nó tu hành, cháu cháu ác dùa dùa, ác dữ vậy. Trời mùa đông nó lạnh dày, bét sáng sớm đi tắm. Nó thôi, tôi bị đừng có bét trước thầy ha. Sao biết trong đầu thầy nó nhiều thứ lắm. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Thu hữu rồi bắt đầu mới sinh lão và tử. Quán chiếu thông suốt 12 nhân duyên, nhắm vào cái vô minh, đó là Bồ Tát. Còn mình không nói thì mình nhắm vào cái chữ ái. Nó như là móc xích của 12 nhân duyên, khi nó vỡ ra thì cái móc xích đó nó tan. Đó là móc xích trói buộc chúng sinh ở trong sanh tử luân hồi. Ai thấu triệt được đạo lý này, ai thấu triệt được đạo lý này thì giải thoát sanh tử. Giải thoát sanh tử, cái quả chứng cao nhất đó là quả gì? Hả? Bích chi Phật. Bích chi Phật là quả cao nhất của người tu theo nguyên lý quán 12 nhân duyên. Được chưa? Rồi tới thấp hơn chút, đó là vầng mây sáng rỡ gì? Vầng mây sáng rỡ đại trí tuệ. Vầng mây sáng rỡ đại bát nhã. Bát nhã. Vầng mây sáng rỡ đại bát nhã này là cảnh giới của bậc A La Hán. A La Hán tu trí tuệ theo nguyên lý của tứ diệu đế. Tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì sao? Thì mà ở Bình Định nó cái kêu là đế, tức là gì, là diệu đế. Diệu đế. Mà tứ diệu đế tức là tu bốn trì á. Hiểu không? À mà tu bốn trì không xong thì chiếu qua tu cái gì? Tu bát chánh đạo. Bát chánh đạo gọi là tu bát trao lòng á. Hiểu không? Chứ là nó khô vậy. Chúng sinh nói tào lao thì nhớ, mà nói chánh pháp thì không chịu nhớ. À, làm bốn trị cho nên nó nghiêng ngã. Cho bác trao lòng tính lại ngay lập tức. À, thì bây giờ chúng ta thấy cái nguyên lý A-la-hán họ tu tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức là bốn cái nguyên lý vi diệu. Ở Nam Tông người ta gọi là tứ thánh đế. Tứ thánh đế là sao? Tức là con đường biến một phàm phu thành bậc thánh. Thì diệu là nói về tác dụng, còn thánh tức là nói về cái giá trị, không khác nhau. Hiểu không? Hai cái chữ này giống nhau. Tứ diệu đế. Và người tu theo cảnh giới này thì chứng đầu tiên là gì? Là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm và a la hán. Cái cảnh giới đó là a la hán. Tổ sư với chúng ta khác nhau ở chỗ nào thưa quý vị? Có ai biết không? Nói một cách vén tét, ngôn hành hợp nhất đó là tổ sư. Tổ sư. Ngôn hành tức là lời nói và việc làm giống nhau, đó là tổ sư. Người Mỹ họ sợ ai nhất các vị biết không? Họ sợ cái người Nhật Bản. Bởi vì người Nhật Bản là người họ không nói mà họ làm. Người Nhật Bản họ sợ ai? Người Nhật Bản sợ người Trung Quốc. Bởi vì người Trung Quốc họ vừa nói họ vừa làm. Và người Trung Quốc thì rất sợ người Việt Nam. Người Việt Nam thì sao? Nói một đơn làm một nẻo. Tức là tiêu. À, nghĩa đó là ngôn hành không có hợp nhất. Ngôn hành không hợp nhất không phải là tổ sư mà là tổ nội. Hiểu chưa? Cho nên là chúng ta tu theo đạo Phật thì phải cố gắng làm tổ sư, tức là ngôn hành hợp nhất, lời nói và việc làm đi đôi với nhau. À, rồi cái người tu như vậy trước A-la-hán là cái quan vị đầu tiên vừa ra khỏi sanh tử luân hồi. Vầng mây sáng rỡ đại tam muội. Vầng mây sáng rỡ đại tam muội này là chỉ cho cái gì? Cảnh giới của cõi trời. Cảnh giới cõi trời có rất nhiều cái định tâm. Định tâm. À, con chó nó không có gì lạ hết. Giáo pháp mới khó hiểu, ráng nghe giùm chút xíu đi. À, cho cái phan duyên vọng tưởng nó gớm lắm. Con chó nhưng mà cũng nhìn, cũng chiêm ngưỡng con chó.
cái tâm mình nó chạy như dữ lắm, nó chạy như con khí truyền cây vậy đó. Nghe cái tiếng điện thoại ai mà tiếng ghen cái là mình nghe liền, nó phép đi nghe liền, nghe thứ chuyện gì rất là siêng năng. Ở Việt Nam hồi xưa thầy cứ mỗi năm thầy làm ba lần làm từ thiện, mỗi lần thầy cho người ta 1.000 phần quà, và mỗi năm như vậy thầy cho 3.000 phần quà, và mỗi ít thôi, không có có nhiều, thầy cũng không đủ sức làm nhiều, mà thầy cho định kỳ tháng giêng, tháng tư với tháng bảy âm lịch theo những khóa lễ, và tới bây giờ tới 18 khóa rồi thầy vẫn còn duy trì. Và thầy cho như vậy các vị biết không, chỉ cho những người nghèo không có đủ cơm ăn áo mặc, còn những người nào có đủ chút xíu thầy không có đủ sức chi phối. Và ở tại địa phương tới 10.000 gia đình nghèo, và thầy chỉ có cho được có 1.000 phần quà thì cũng đã hết sức rồi. Và cho như vậy nhưng mà có người họ còn gian lận. Họ gian lận cách nào các bạn biết không? Một buổi sáng có một bà cụ trên tay cắp cái nón cười, nón rách, trong cái gậy đi xèo, mệt mày thám não, thưa thầy, thầy ơi, thầy giúp cho con một chút xíu. À, con xin một chút xíu cái phần quà, con đổi ơn thầy trên đầu. À, thầy thấy cảnh bà cụ này đứt ruột, thôi, mặc dầu hết phiếu rồi, nhưng mà thầy ký tên cho riêng một cái phiếu, giải quyết trường hợp ngoại lệ như vậy. Thì bà cụ này bắt đầu trong cái gậy đi một xẹo. Thầy đứng thầy nhìn theo, thấy rất là đáng thương. Ra mới vừa khối cổng, bà dục cái gậy cái rốn mà đi nền thế này. Tức là sao? Tức là mình nghĩ mình già đầu mà cũng chưa khôn được. Tức là cái tự giác mình không đủ. Cái tự giác mình không đủ, cái trí mình không đủ. Nếu như mình định tâm một chút, mình sẽ phát hiện được. Mình định tâm một chút mình phát hiện. Và mình phát hiện ra, và cái thực tập cái định này, ở trong cái trí tuệ này, thì thường thường sinh ở cõi trời. Sinh cõi trời đó là cảnh giới gì? Vừng mây sáng rỡ đại tam muội. Tam muội là đại định, hiểu chưa? Tam muội là chánh định, là định. Định thì sinh các cõi trời, loạn sinh các cõi thấp hơn. Cho nên các cõi trời họ có thiền định rất tốt. Tiếp tục nữa, vừng mây sáng rỡ đại kiết tường, đây là cảnh giới của con người chúng ta. Kiết tường là sao? Kiết tức là kiết là cát đó. Cát tường tức là may mắn, là điềm lành. À, và vừng mây sáng rỡ đại kiết tường là chỉ cho cảnh giới con người. Con người chúng ta là một cảnh giới rất là yêu chuộng cái sự bình an. Nói thì ngon lắm, nhưng mà cái gì đó bất an là thôi, mình lùi trước. À, mà chạy trước. Cái cảnh giới này là nhiều lắm. Cho nên cái vườn mây sáng rỡ đại cái tường này là chỉ cho con người. Và muốn tu cảnh giới con người thì tu ngũ giới. Ngũ giới, giữ trọn năm giới là chắc chắn đầu thai làm người. À, cho con hỏi thầy. Dạ. À, Phật nói là thân người khó gặp đúng không thầy? Vâng. Nhưng mà tại sao cái thế giới này người sinh ra nhiều quá vậy thầy? Không có nhiều đâu. Không có nhiều đâu cô. Ta khuyên là đừng bớt sinh lại mà thầy. Do người ta khuyên như vậy thôi chứ thực ra không có nhiều. Cảnh giới này nó nhiều, nó có hai lý do. Có thể những lý do là chúng sinh các cõi khác, họ trả xâm nghiệp, họ trở lại đây. Cho nên tâm hồn của nhiều người, có rất nhiều người bị rách nát. Tâm hồn rách nát. Và gọi là hài nhi tóc bạc. Vì nghe chữ này chưa? Hài nhi tóc bạc. Tức là hài nhi tóc bạc không biết à? Tức là tuổi lớn rồi mà cái kiến thức và cách sống như là một đứa con nít. Hiểu không? Không biết đạo lý đúng sai, không hiểu gì hết, gọi là hài nhi chấp bạc. Còn ai hỏi cái gì cũng biết, không nghe, không thấy. Đó là gì? Xúc sự diện tường, gẹp diệt quay mẹp vô danh. Đó gọi là xúc sự diện tường. Cái đời sống của con người là vậy. Nhưng có những chúng sinh ở cõi trời, họ hết phước, bắt đầu họ rơi xuống cõi này. Họ rơi xuống cõi này. Cái phước cõi trời, thầy thấy cái nước Mỹ này này, là những chúng sinh ở các cõi khác nó vào đây, và những chúng sinh ở cõi trời á rơi xuống đây khá nhiều. Cho nên họ sống bằng cái tư tưởng, bằng cái phước đức vật chất họ rất là cao. Rất là cao. Vì cái phước cõi trời nó rơi rớt lại.
Thành ra họ thọ hướng cảnh giới này. Thành ra mấy bay chuyện này kia họ đi đứng mọi thứ. Và con người có phước là con người mà họ chịu được nhẫn nại. Họ đứng họ xếp hàng á, họ mua cái gì họ rất kiên nhẫn. Họ không có nối giận như chúng ta. Họ kẹt xe họ rất là bình thản. Họ không có nối giận. Cái người mà chịu được cái sự an ổn, không nối giận, đó là người có phước đức đó. Và người thiếu phước là người hay nối giận lắm, hay nối giận lắm. Cho nên cô rõ chị nói ha. Thì cái cõi nó trớ vào đó vậy đó. Mà nối thì nối nhiều, chứ mà so với các cõi khác thì đâu có ăn nhầm gì. Không ăn nhầm gì. Cái cõi, cái nhân của người này tu theo cái nhân ngũ giới đó. Ngũ giới. Phạm cái giới thứ nhất là bị đọa như vậy. Phạm giới thứ hai là bị đọa như vậy. Phạm giới thứ ba là bị đọa như vậy. Và hôm đó cái ông Diêm Vương, ông đứa ông nói thế này. Ông nói chúng sinh dân gian của các ngươi, nghe đây, ai sát sinh xếp hàng đây, ai trộm cắp xếp hàng đây, ai tà dâm xếp thành một hàng, và ai nói dối xếp thành một hàng, ai rượu chè say sưa xếp thành một hàng. Nhưng có một anh đứng anh biết xếp đâu hết. Vì sao? Diêm Vương nói rằng đã đến chỗ đây rồi mà còn ương ngạnh không chịu xếp hàng là sao? Dạ thưa Diêm Vương, nếu cái tội đó con phạm đúng hết chứ biết xếp hàng nào? Như thế là tiêu rồi phải không? Cho nên á, giới biệt biệt giải thoát, mình đã lỡ phạm một giới thì mà lo mà sám hối, nó sẽ hoàn nguyên trở lại. Chứ rồi mình phạm rồi mình đỡ im như thế à? Mình phạm giới thì mình sám hối chứ. Nên cái tu nó có cách khôi phục lại cái giới thớ đã phạm, hiểu không? Nên là cái vấn đề của giới. Ở đây thì các vị biết cho những chuyện nó bình thường, chứ ở Việt Nam thời chứng kiến nhiều lắm. Ra kiến thiết một cái đạo tràng, một phần thì cộng sản nó phá, còn một phần nữa thì sao? Thì nó khó khăn đủ thứ mặt. Tức là một tay thì chia bên ngoài, một tay thì dạy dỗ bên trong, là thiên nan vạn nan, đủ thứ cách hết. Cho nên nhiều khi mình đủ cái nhẫn nại, đủ cái kiên trì, nếu không là mình điên lên. Mình điên lên là cái cơ hội đưa họ giết mình đó. Cho nên có nhiều khi phải thách đố rất nhiều thứ. Thôi hôm nay bây giờ giảng pháp mình không nói chuyện thời sự làm gì, chỉ nói những cái phân đề Phật pháp thôi. Nói chung chúng ta giữ được năm giới rất là quan trọng. Nó là cái chiếc bè đưa chúng ta tới cảnh giới giác ngộ giải thoát. Vầng mây sáng rỡ tiếp theo đó là vầng mây sáng rỡ đại phước đức. Phước đức đây là chỉ cho cảnh giới của gì hả? Đây là chỉ cho cảnh giới của súc sanh. Cảnh giới súc sanh là một cảnh giới thiếu phước đức. Cho nên ở trong cảnh giới của ngu si, điên đảo, cảnh giới này chúng ta đừng có xem thường. Chúng ta cứ sống với nó, rồi chúng ta đọa vô nó rồi chúng ta không có đi ra được nữa. Thầy cầm một cái ly như thế này, các vị nghĩ sao? Hả? Các vị thấy rất là bình thường. Thầy cầm cái ly này cho tới khi nào cái ly này nó nở ra một đóa hoa, các vị thấy không thể chấp nhận được phải không? Và không bao giờ có được. Nhưng thầy nghĩ rằng điều này có thể có được. Chuyện tại sao mình chưa bàn, nhưng mà chỉ bàn rằng là khi mất cái thân người, muốn có lại được nó còn khó hơn như thế này. Cái vấn đề là ở chỗ đó. Hôm nay chúng ta có được thân người, nghe được Phật pháp, chúng ta phải biết tận dụng. Tận dụng cái thân này để chúng ta lãnh hội Phật pháp, và để chúng ta tu tập, để chúng ta tiến lên những cõi cao hơn của giác ngộ. Chứ đừng có nên đỡ cho nó mất cái thân rồi chúng ta kiếm lại không ra nữa. Đừng có nghĩ rằng là thôi đưa kiếp sau tu cũng được, kiếp này cho chúng ta. Có những người như vậy chứ không có đâu. Nam mô di đà Phật, nói ra cái gì cũng Nam mô di đà Phật, ngon lắm. Đứa con gái nó nói mẹ ơi, mà mẹ nói a di đà Phật việc gì con? Đứa con nó không nói tiếng nào. Lát sau nó nói mẹ à, mà mẹ nói ủa chứ việc gì vậy con? A di đà Phật có gì không con? Dạ không có con, không có gì. Một lát sau nó nói nữa, nó nói mẹ. Bắt đầu sao? Mà mẹ này nói kéo lên, mà nói mày điên hay sao?
cứ mà nói mẹ ơi mẹ không nói tiếng nào. Đứa con nó nói rằng con gọi mẹ có 3 tiếng mẹ đã nói giận. Mỗi ngày mẹ niệm A Di Đà Phật tới 1.000 tiếng không biết Phật có nói giận hay không. Cho nên là tu á, chúng ta hiểu tu từ trong cái tâm của mình, sửa từng cái hành vi của mình, trong tư tưởng của mình, chứ đừng tu cái miệng không. Hiểu không? Đừng tu cái miệng không có một giá trị gì hết. Vầng mây sáng rỡ tiếp theo là vầng mây sáng rỡ đại công đức, đại công đức, phước đức, rồi ta vầng mây sáng rỡ đại công đức. Vầng mây sáng rỡ đại công đức này chia cảnh giới nào đây? Hả? Cảnh giới của ngạ quỷ. Xin lỗi, cảnh giới của Atula, cảnh giới của Atula. Đây là một cảnh giới cực kỳ thiếu phước. Nhưng mà họ có cái gì? Họ có cái thần thông. Atula nó có thần thông. Nó có một chút tu hành, nó lợi pháp, nó nối giận. Atula, con gái Atula mặt mày xấu xí vô cùng. Xin lỗi, mặt mày cực kỳ đẹp, còn con trai Atula thì cực kỳ xấu xí. Và cảnh giới này thấp thấp lưng chừng thế này gọi là phi hành giả xoa, chạy trên mặt đất gọi là gì? Là địa hành giả xoa. Còn làm Atula nữ mà xấu xí rơi xuống cảnh giới Atula ngạ quý á, thì cảnh giới này gọi là gì? Là địa hành la sát. La sát nữ rất là xấu xí và vô cùng độc ác. Đó. Cảnh giới thấp hơn nữa là cảnh giới của địa ngục. À, chính là của ngạ quỷ rồi phải không? Của Atula, cảnh giới của ngạ quỷ. Cảnh giới của ngạ quỷ thì thường thường tuổi thọ của họ sống 1.000 năm. Và 1.000 năm, nhưng mà họ chưa bao giờ nghe tới cái tiếng cơm cháo, chứ đừng nói chi là no bụng. Thân bụng thì như cái trống, cổ thì như cái kim. Vì sao? Vì cái nhân tham lam. Tham lam. Những người nào mà tham lam, đó là cái nhân để đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ đối kháng. Những cảnh giới này thầy gặp nhiều lắm. Bây giờ kinh điển nó giới hạn quá, thầy không đi mang mang được. Nhưng mà sau này từ từ, nhớ đâu thầy sẽ nói đó cho các vị nghe. Cảnh giới này rất phức tạp. Cho con hỏi được. Dạ. Giống như con người ở cõi này mà sống như thế nào khi chết lại trở thành thiên ma ba tầng, lên cõi cho thiên ma ba tầng. Cái này rất là đơn giản, tức là người này họ tu hành. Họ tu hành nhưng mà họ không có lãnh hội được cái nguyên lý vô ngã. Không có vô ngã. Cho nên nó trở thành thiên ma. Nó có thần thông. Họ làm phước rất nhiều. Cho nên chúng sanh mang nợ của họ và cúi đầu phục tùng họ rất nhiều. À, cái tụi thiên ma đó nó mâu thuẫn ngược lại với chánh đạo. Chỗ nào có đạo Phật là nó muốn tiêu diệt. Vì nó là thiên ma. Nhưng mà nó có cái duyên của chúng sinh. Chúng sinh đã thọ ơn của nó rất nhiều. Cho nên nó nói người ta nghe. Hiểu không? Cảnh giới này nó phức tạp. À, cuối buổi thời dành thời gian cho các vị đặt câu hỏi, rồi thầy nói cho nó xem cái ý trong này ha. À, thầy lúc nào cuối buổi cũng có câu hỏi, các vị đặt câu hỏi thoải mái. À. Vâng, chỉ có thầy lưu ý cho các vị biết chút xíu, tức là ở trong cảnh giới này có một cảnh giới gọi là nhập chúng ngạ quỷ. Có một cảnh giới nhập chúng ngạ quỷ, cảnh giới này á, khi chúng ta thiết cái đàn thủy lục, thiết đàn thủy lục cúng cho họ ăn, thì khi họ tới họ ăn á, họ đi như là một ngọn gió, một trận cuồng phong nó thổi tới và nó cuốn theo tất cả những thực phẩm mà chúng ta cúng cho họ. Cái này thầy đã thiết đàn thí lục 2 lần và đúng như vậy. Nhưng mà thiết đàn cho đúng pháp, chứ không đúng pháp thì triệu thính không có được. Còn tất cả những loài ngạ quỷ khác, những âm hồn khác mình cúng ấy, thì họ đến họ ăn bằng cái tâm thức họ hướng mà thôi, còn thức ăn còn nguyên. Nhưng mà nhập chúng ngạ quỷ thì nó sẽ ăn hết tất cả thức ăn mình cung cho nó. Đó là cảnh giới rất là lạ kỳ. Nhưng chỉ có một loài gọi là nhập chúng ngạ quỷ ở trong vô lượng chúng ngạ quỷ. Hiểu không? À, rồi tiếp theo nữa là vầng mây sáng rỡ đại quy y. Đó là cảnh giới của ngạ quỷ đó. Vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đó là cảnh giới của địa ngục. Cái nhân của địa ngục là cái nhân không bao giờ biết tán thán, không bao giờ biết hoan hỷ, không bao giờ biết giúp ai cái gì. À, cái nhân đó là cái nhân xấu ác. Tâm niệm họ khởi lên cái gì? Là muốn hại người ta, chứ không muốn làm cho người ta an ổn. Cái tâm niệm như vậy. Và nếu như tâm niệm đó được phát triển liên tục, thì đi vô làm cái loài gì hả? Làm cái loài gì?
cái loài gì mà ở trong địa ngục mà không có một niệm thiện? Đó là gì? Có một loài đó. Có một loài ngạ quỷ ở trên loài chúng sinh trong địa ngục mà không có niệm thiện. Không, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là gì? Hả? Nhất chuyển đời không có thiện căn, không bao giờ có một suy nghĩ tốt cho ai hết, nghĩ ra cái gì là muốn hại người ta. Và tất nhiên ở trong cuộc đời này tâm chúng ta vẫn có khi khởi lên ý nghĩ cũng muốn hại người ta, tại vì mình ghét họ, mình chọn họ. Và nếu như cái tư duy này mà được phát triển đúng mức, nó không còn niệm thiện nữa, thì nó chiêu cảm đi thẳng vào cảnh giới của địa ngục mà tồn tại trong đó. À, và địa ngục thì chịu những cảnh giới đối khác trong đó, vô lượng vô biên, thì không thể nào mà bàn cho được. Thầy đã giới thiệu cho các vị biết, phước đức cao nhất đó là cảnh giới của Phật, cảnh giới viên mãn. Thấp hơn cảnh giới từ bi của Bồ Tát. Thấp hơn nữa đó là cảnh giới của duyên giác. Sống bằng cái gì? Sống bằng cái gì? Đây là bằng cái gì hả? Bằng đại trí tuệ. Đại trí tuệ. Rồi vườn mây sáng rỡ đại bát nhã tượng trưng cho cảnh giới gì? Cảnh giới A-la-hán. Thấp hơn là cảnh giới của cõi trời. Đó là vườn mây sáng rỡ đại tam muội. Vườn mây sáng rỡ đại kiết tường tượng trưng cho cảnh giới của con người. Vườn mây sáng rỡ thấp xuống nữa thì tới cái nào? A-tu-la, tới địa súc sanh, tới nào? Ngạ quỷ, tới địa ngục. Như vậy Đức Phật phóng vườn mây, mỉm cười, cái vườn mây sáng rỡ phóng ra và chiếu khắp 10 cảnh giới này. 10 cảnh giới này, 4 cảnh giới thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là 6 cảnh giới gọi là lục phàm. Và 4 cảnh giới trên gọi là tứ thánh. Khi chúng ta gặp những chữ như vậy, chúng ta hiểu lục phàm tứ thánh, tức là chỉ cho 10 cõi. À, rồi thôi, có lẽ chúng ta dừng lại ngang đây. Thầy thấy các vị nghe cũng mệt rồi, thầy dành thời gian cho các vị đặt câu hỏi. Có ai thắc mắc cái gì, à, các vị có thể đặt câu hỏi thầy nghe. Dạ, xin mời chúng. Vậy vấn đề mà mình nói là trong 10 pháp giới, ví dụ mình đây là mình chắp tay thì mình lại nam mô hoặc 10 cái ngón tay này, có phải là tượng trưng cho 10 pháp giới khi mà mình lại mình chúc tụng lên, ví dụ mình nói nam mô A Di Đà Phật. Vâng, tôi hiểu rồi. Dạ. Hiểu rồi, chú nói như vậy cái người nào có tật 11 ngón là làm sao? cái này là không có được. Dạ. Không phải như vậy. Nó không phải như vậy. À, cái này là nó không có một cái ý nghĩa gì hết. Chính là chúng ta gán ghép cho nó những cái ý nghĩa theo cái ý chí chủ quan của mình. À, chỉ có một điều như thế này: chắp tay trang nghiêm và sao chào người ta. Thầy thấy rằng ở trong câu kinh có một câu chắp tay trang nghiêm cung kính bạch Phật rằng. Chắp tay trang nghiêm là sao? Tức là chắp tay trang nghiêm là thân thanh tịnh. Còn á, cung kính bạch Phật, cái chữ bạch Phật á là gì? Tức là khẩu thanh tịnh. Còn cung kính tức là nhiếp cái tâm lại, là ý thanh tịnh. Thân khẩu ý thanh tịnh là lời nói đúng đắn. Cho dù mặt trời mặt trăng có thể hủy hoại, nhưng lời nói của Như Lai không bao giờ sai chạy. Vì sao? Bởi vì thân khẩu ý của Như Lai thanh tịnh. Thân khẩu ý chúng ta nó chưa có thanh tịnh. Chưa thanh tịnh. Thành ra chúng ta nói ra cái lời, có người họ nghe tiếng nói mình là họ ghét rồi. Nhưng mà có người thì họ tu cái nhân mà họ nói tiếng nói người ta thích nghe. Cái này đều có nhân có quả hết. Cho nên chắp tay trang nghiêm cũng là hình thức thân thanh tịnh, chào nhau trong sự cung kính, giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Đó là cái yếu tố rất căn bản. Thế còn mình đặt ra chẳng hạn như chắp tay bất sen gì, chẳng qua là một cái ý nghĩa tượng trưng thôi. Một ý nghĩa tượng trưng thôi. Chứ còn thực ra nó là tùy theo cách mình sắp đặt. À, rồi, còn câu hỏi nào khác nữa xin mời. À, mời cô. Dạ,
tánh hỏi gì không? Lấy mắt là con tánh. À, cái này ha, cái này nếu như cái này đọa vào cái địa ngục nào thì cái này nó chưa đủ cái hành vi. Tại sao? Bởi vì cái yếu tố mà nó đọa vô một cái địa ngục á, nó rất nhiều cái nguyên lý trong đấy, rất nhiều. Nhưng mà chắc chắn một cái tội mà trước mặt một vị thầy mình không có bộc lộ, không có thưa trình đàng hoàng, mà sau lưng mình nói không ra gì, thì cái này là cái tội là gì? Tức là bất kính tam bảo. À, cái tội bất kính tam bảo này nếu như không được sám hối mà cứ duy trì liên tục như vậy thì thế nào cũng đọa vào trong địa ngục. Hả? Không phải, bất kính tam bảo nó nhẹ hơn phá hợp tăng. À, cái địa ngục, trong địa ngục A Tỳ, trong núi Thiết Vi, địa ngục nó cách xa, từ từ thầy sẽ hướng dẫn cho các vị địa ngục A Tỳ nằm chỗ nào. Trong cái phẩm thứ hai, thứ ba, trong phẩm địa ngục thầy sẽ nói. Nhưng mà nó có một cái địa ngục, ở trong đó nó có rất nhiều cái ngục tốt, rất nhiều cái ngục. Và có người hay cãi cọ, cãi quá, hơn một chút cứ cãi, cãi đúng mức đó thì vô cái địa ngục gì? Cái địa ngục tranh. Địa ngục tranh là cái địa ngục này là vô đó là cứ nghe quy xuống nó chửi. Nó chửi suốt ngày suốt đêm vậy đó. À, khẩu tranh đó nó có. Cho nên cái này nó có, thành ra đừng có phạm cái lỗi như vậy. Ở đây thầy có lời khuyên với Phật tử, ví dụ như mình có Phật ý ông thầy nào thì ông thầy cũng không phải là ông Phật, đúng không? Ông thầy đâu phải là ông Phật. Cho nên, nhưng mà các vị thấy đi, ở nhà các vị có một chút công việc, còn ở trong chùa việc nhiều lắm, rất nhiều việc. Thành ra nhiều khi cái con người nó mệt mỏi, hay là sơ sót, hay là kiểm soát không nổi, vì cái khả năng của người đó không đủ sức kiểm soát. Có người thì họ gánh trên vai 100 kg, nhưng có người họ gánh 10 kg thôi. Họ gánh 20 kg họ gãy lưng họ chết. Thành ra có những người cái khả năng họ tới đó, mặc dù vẫn là ông thầy, nhưng mà khả năng tới đó nhiều khi mình phải thông cảm. Mình phải thông cảm. Họ hôm nay họ tu, họ phạm giới, họ chưa có được. Họ chưa có được thì kiếp sau họ có thể họ trả cái nhân mà họ tạo phạm giới đó, họ bị đọa, họ sẽ đau khổ, rồi họ trả xong rồi, nhưng mà cái phước họ tu đấy là họ tiếp tục họ tu nữa, hiểu không? Và họ tu 100 kiếp nữa thì họ cũng thành một vị hòa thượng lành lạnh, chứ đâu phải tự nhiên có hòa thượng ngon lạnh. Hòa thượng đâu tự nhiên bụi giấy ra ta đây hòa thượng, đâu có chuyện đó. Hòa thượng phải tu từ từ nhiều chứ. Có những người họ tu nhiều đời rồi, bây giờ họ tái sinh trở lại, họ tiếp tục họ tu tập nữa thì nhân cách của họ nó khác. Cho nên chúng ta đừng có phiền hà. Cho nên thầy nói ông thầy không phải là ông Phật. Thầy thường nói với vị á, các vị chẳng cần khen thầy, các vị chẳng cần kính trọng thầy, các vị cứ kính Đức Phật đi được rồi. Và kính Đức Phật thì sao? Thì làm theo lời Phật dạy. Kính Đức Phật thì sao? Thì nên lạy Phật đi. Kính Đức Phật thì sao? Thì nên tụng lại những lời Phật dạy. Cứ như vậy làm được rồi, đâu có cần gì kính thầy làm gì. Có nhiều người lắm, các vị biết không, hồi xưa mà thầy ở Sài Gòn, khi vừa tại Bình Định, các vị biết cái dân Tây Sơn mà nó hung dữ lắm, Quang Trung, cái dân đó nó dữ lắm, các vị biết à? Họ cô thầy không ra gì hết, họ nói lung tung hết. Nhưng mà thầy có một cái tài là thầy nghe nhạc như nghe gì, nghe chữ như nghe nhạc. Thầy nói thật, thầy làm được cái đó chứ không phải không được. Thì thầy thản nhiên với đó là họ đồn, họ nói thầy có vợ. Có một ông nói thầy có vợ, thầy nói thì tôi có vợ thì tôi anh tôi nói anh thế này nè, tối tôi ở chùa cùng lắm thì tôi ăn miếng thịt, tôi thương cô nào đó tôi lén phén chút. So với anh ấy, thì anh có một cái cô vợ ở nhà rồi, thì cá anh ăn đầy nhảy rồi á, anh kiếm thêm cô ở nhà hàng, cô khách sạn nữa. Anh so với tôi á, tôi cái tờ giấy tôi lem luốc một hai chỗ, cái tờ giấy của anh nó đen thui vậy. Anh nói cái gì? Im ru hết.
phải không? Mình coi lại mình là ai mà mình mới miệng ra mình nói lời đạo đức của mình bình phẩm người khác. Mình coi lại mình một chút xíu thôi đi. Thầy nói thẳng, bán thân như thầy chưa dám nói một tiếng nào. Nếu như mà thầy tốt, bây giờ này đó, thầy vừa cõi Phật thầy ớ rồi, không thèm ớ cái cõi này chi. Em nghèo cái đốt trên cộng sản mệt quá. Chúng ta thấy không? Bây giờ sao? Bây giờ cái nghiệp của mình nó còn kết duyên cõi này, và cái phước mình như thế nào đó. Nhưng có người, có những vị Bồ Tát, họ phát nguyện ra đời để họ chịu khổ cho chúng sinh, và họ dẫn dắt chúng sinh ra khỏi cái lầm đường lạc lối, thì đó là mình không dám bàn. Như vậy Trinh, đừng có khiêu trách ai hết. Đừng có khiêu trách ai hết. Tiên trách ký, hậu trách bí. Tiên trách ký, trước là trách mình, sau mới trách người. Đừng có trách người ta. Cái tu tập mình như vậy đó, mình nói ra cái gì? Có thể mình thế này, nếu như thấy ông thầy làm sai, mình mặc áo tràng đàng hoàng, mình mua một chút cái lễ nghĩa, phải không? Hộp bánh hay là cái mấy cái lon nước, mình đến mình thưa, có thể mình đánh lễ, mình quỳ xuống, mình thưa đàng hoàng. Anh A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy là thầy của chúng con thấy thầy làm như vậy, chúng con thấy nó rất là xót xa, con hy vọng thầy hãy nỗ lực để làm một người thầy chúng con noi theo. Nếu như con nói sai, thầy hãy cho con một lời khuyên. Nếu con nói đúng, con nghĩ thầy nên cố gắng lên, phải không? Ông thầy nào mà dám nha, không nghe, phải không? Cách mới thì tự nhiên cái mình cứ nói lung tung chi, không giải quyết được gì hết. Cho nên nói cái gì nói thẳng thôi. Còn nói quý thầy là quý nào? Ông thầy nào mới được? Chứ cứ nói mấy thầy mấy nào, ông nào? Ông nào ra nói thầy cũng lộn xộn được, có ông làm tầm bậy, có ông làm đúng chứ. Chứ đâu phải nói là cứ nói mấy thầy là vua hết một đám như thế này. Thì mình là cái người vô minh thiếu trí rồi. Do vậy cho nên á, thầy mang Phật của chúng ta phải kinh nghiệm trong ứng xử này. Hôm trước thầy có nói một câu. Thầy chưa có nghe người giáo dân Thiên Chúa họ đi khiến trách, đi chửi bới một ông cha. Nhưng mà Phật tử chúng ta là đưa ra tòa và đưa lên mạng, phải không? Đó là những điều rất là xót xa, rất xót xa. Đưa tứ ta, phá đạo ta là chỗ đấy đó. Cho nên cái gì cái ha, các vị không cản được ông thầy, nhưng cái địa ngục á, nó sẽ mở cửa, nó mời ông thầy vô. Các vị đừng có lo, đừng có lo chuyện đó. Ông thầy nào mà làm sai trái, tự cửa địa ngục nó sẽ mở ra. Và không cần các vị xử trị, tự nhiên nghiệp lực nó sẽ chiêu cảm, và người đó sẽ chịu vô lượng khổ báo trong đó. Không lo gì hết. Chắc chắn là như vậy đó. Học kinh Địa Tạng chúng ta phải có tinh thần như vậy, đừng có lo. Thành ra, nhưng mà sao? Thời gian sau tự nhiên ông thầy với ông sám hối. Ông sám hối rồi ông tu. Tu là mình nói làm sao? Những cái lời nhục mạ của mình đó, nó đâu phải ảnh hưởng riêng ông thầy, mà còn ảnh hưởng cả một cái tập thơ, nó ảnh hưởng chung cho người khác. Thậm chí có nhiều người không muốn nghe mà phải nghe. Như vậy thì chúng ta ứng xử như vậy không có trí tuệ, vô tình tạo ra khẩu nghiệp. Và khẩu nghiệp mình vô tình tạo ra thì mình cũng thọ cái quả báo trong đó, hiểu không? Có nhiều việc các bạn biết, có nhiều việc mình không biết đâu, không hiểu đâu. Cho nên tốt nhất mình phải ở trong hoàn cảnh người ta, mình phải biết được người ta. Mình chưa ở trong hoàn cảnh người ta, mình đứng ở ngoài mình nhìn vô, nhiều khi nó lầm lẫn. Thành ra các bạn biết, càng lớn thú chừng nào, thầy không có dám nói ai đúng ai sai hết. Tại vì nếu như mình ở trong hoàn cảnh như họ, chưa chắc gì mình làm khác họ đâu. Do vậy cho nên đó, mình phải thận trọng. Mình đưa ra một lời bình phẩm, mình đánh giá, mình nói lại nó kia, vô tình không tạo ra sự an lạc, mà ngược lại gây thêm điều khổ. Người đệ tử Phật phải có tự giác, có trí tuệ. Không có nghĩa rằng thầy ủng hộ điều sai. Điều sai bằng cách nào? Tức là chúng ta làm lễ nghi không được, ông thầy vẫn không nghi, thì mình rút. Mình rút thôi. Phật dạy là sao? Mạc tẩn, tức là không hợp tác, không tới gần, không nghi. Đối chi giữ tâm mình yên ổn. Chứ tại sao phải vận động lung túng? Được chưa? Đó là một giải pháp. A Di Đà Phật. Rồi, xin mời câu hỏi thứ hai, xin mời chú. Dạ.
Di Đà Phật. Bạch thầy, cháu cũng xin hỏi con. Theo giáo lý của Đạo Phật thì tất cả chúng sanh thì nó có sinh trụ hoại diệt và thành trụ hoại không. Không phải là nó mất, nhưng mà nó đổi qua một cái dạng khác. Con người thì và hữu tình chúng sanh thì nó có sinh lão bệnh tử, nhưng mà lúc chết đi thì nó còn có thất đại địa thủy ở không. Chú hồi thanh cái vấn đề muốn nói. Dạ, thì đấy con đưa từ từ. Thì như vậy đại địa đại nó trở về địa đại, thủy đại trở về thủy đại, như vậy thức đại nó phải trở về thức đại. Tại sao nó có một cái nguyên hình để mà nó thọ khổ ở trong cái địa ngục, và đồng thời như vậy có phải là thường kiến ngoại đạo hay không? Nhưng mà con thấy tất cả kinh Phật đều có nói về địa ngục, như vậy là như thế nào? Xin thầy cho con biết. Kinh Liệu Nghĩa và kinh Bất Liệu Nghĩa, đó là một câu trả lời ngắn gọn nhất. Những cái mà chú nằm chú hối như vậy, đó là thuộc về cái kinh Bất Liệu Nghĩa. Bất Liệu Nghĩa thì chúng ta thấy có cõi Ta Bà, có cõi Tây Phương Tịnh Độ. Còn nói Liệu Nghĩa là sao? Tất cả các pháp huyễn giả vốn không, thì cõi Tịnh Độ Tây Phương chỉ là tự tánh Di Đà, nó cũng không có thấy luôn. Hiểu không? Có thì có tự mấy mây, không thì cả thế gian này cũng không. Nhưng mà sao? Các vị có thể chấp nhận cõi này không có không? Các vị đang ngồi đây, ai nghe, ai nói, ai thuyết pháp, ai làm thiện, ai làm ác, chúng ta đang sống trong vọng thức điên đảo. Cho nên mới thấy mọi thứ. Địa ngục, thiên đàng, mỗi cõi giống như cái gì? Giống như cánh trong chim bao. Và khi người thức giấc rồi thì chim bao nó có hay nó thật hay là giá? Nó là huyễn tướng ở trong giấc ngủ mà thôi. Chú rõ chỗ đấy không? Dạ, có hiểu. À, cho nên đó là mình đứng trên lập trường rất quan trọng. Chúng ta đang đứng trên lập trường của sinh diệt mà nói chuyện. Chúng ta nhảy qua một cái vô tướng của bát nhã, chúng ta hết biết được gì. Tới vô tướng bát nhã, Đức Phật nói ta thuyết pháp 49 năm nhưng thật sự ta chưa có nói một lời nào. Thấy chưa? Lời Phật nói mà Đức Phật nói rằng ta không có nói lời nào. Ta nói cho các vị thấy cái vô tướng này. Ta đưa cái tay qua thế này, các vị thấy không? Các vị thấy rõ không? Chẳng qua là phàm phu thấy rõ mà thôi. Dùng cái trí mà thấy thì thấy không có rõ đâu. Chúng ta thấy này, trong một giây phút hàng tí tí tế bào nó sinh ra nơi thành ruột, và tí tí tế bào nó chết ở ngoài da, đúng không? Và trong hiện tại này, con người chúng ta, một cái thân này, nó có cái sự trao đổi chất một cách mạnh mẽ, ào ạt, thiếu năng lượng bỏ vô, thiếu nước uống vô, nó biến chứng, nó tỏa ra năng lượng, nó thải ra. Chúng ta thấy cái thân mình không? Bao nhiêu côn trùng, bao nhiêu thứ nó vận hành liên tục, và ngay trong lúc này chúng ta đang già đi từ từ. Nếu không làm sao 10 năm sau chúng ta già? Vậy thì cái hình dáng chúng ta đang ngồi đây, làm sao chúng ta nắm được cái hình của đó? Nó là một sự dời đổi dịch chuyển vi tế vô cùng. Như vậy thì ở chỗ đó làm sao chúng ta thấy cái nào là một cái thật để chúng ta nắm? Cái nào là đại, cái nào là tứ đại? Chẳng qua là mình phân loại ra vậy thôi. Cái duyên nó mạnh hơn thì là đất, nhưng trong đất nó có lửa không? Nó không có lửa, tại sao trong quả địa cầu này nó trừ ra là toàn lửa không? Trong quả địa cầu nó có lửa cháy đó chứ. À, do vậy cho nên đó, chúng ta thấy đứng trên phương diện của bát nhã là chúng ta nghiêm được bát nhã, nhưng đứng phương diện của thế gian pháp thì chúng ta nói nhân quả nó phải đi đôi với nhau. Nhân quả thì nó sinh ra cảnh giới. À, mà cảnh giới thì có thiện có ác. Chả như cái tâm ác độc thì chiêu cảm vô những cảnh giới của nhà tù. Cái tâm muốn hướng tới cõi Phật thì cứ kiếm chùa mà đi. Còn cái tâm mà muốn thơ thao thì cứ xem mấy cái sòng bán mỡ. Chúng ta thấy rất rõ chiêu cảm
Cái người nhiều chuyện thì thích cái người nhiều chuyện nói chuyện với nhau, đồng thanh tương ứng. À, rất rõ ràng phải không? Như vậy thì chúng ta thấy là cái sự chiêu cảm cõi này là nhân quả, nó không phải là định kiến của ngoại đạo gì đâu. Cái này chúng ta phải phân biệt tách ra hai cái rõ ràng. Rồi, A Di Đà Phật. À, xin mời còn câu hỏi nào khác nữa. Mời cô. A Di Đà Phật. Nhưng mà để thầy, con xin thầy cho con biết là con muốn tu thì mà con sao ở nhà con tụng kinh không được, nó đứt giọng đứt quả. Nhưng bây giờ con lại con cúi xuống là lại không được, mà người ta nói lại như vậy là nửa lại là một phần tư lại, con không hiểu. Con ngồi cúi xuống, con quỳ lên, con không quỳ được, không quỳ xuống đứng dậy được. Như là tụng kinh ở nhà thì con không tụng được, ở chùa thì con làm trái soạn, cho nên nhiều khi tu học thì con chưa có kịp lên tụng kinh, con lo dưới cái bếp. Nhiều thầy la con ấy, lo lên mà tụng kinh dưới cái bếp bên cái ăn mà gì. Vâng, thầy, quý vị chỗ này, nhân câu này, thầy có lời khuyên với các vị. Là cái khóa tu học này á, nó giống như là một khóa học Phật Pháp ngắn hạn. Cho nên thầy rất là mong quý Phật tử chúng ta đi học. Mình đi chùa nhiều chục năm rồi, mình hiểu được bao nhiêu giáo lý. Mình nghe một thời gian, một đề tài cho nó qua là xong. Còn ở đây chúng ta căn cứ trên kinh Địa Tạng, chúng ta học kinh, chúng ta nghiền ngẫm. Và nếu đủ duyên thì thầy có thể thầy sẽ mở, cứ nghĩ một thời gian thầy sẽ mở lại. Và mở như vậy nhiều khóa học xong bản kinh Địa Tạng này. Hết bản kinh Địa Tạng này, chúng ta qua tiếp những bản kinh khác. Đó là cái hướng, cái lập trình của Quý Sư Phạm thầy đi như vậy, như vậy. Cho nên á, thầy mong tự chúng ta cố gắng nên đi học. Chứ nấu cơm hoài thì mình cao cái tay ngờ nấu cơm. À, nó lên cao tay ngờ nấu cơm. Chứ mà lang thang rồi mình vô địa ngục mà nấu cơm cho Diêm Vương ăn hết. Phải không? Không phải là thầy nói các bạn đừng có nấu cơm, nhưng mà chúng ta biết tranh thủ. Nếu như chúng ta phát tâm, chúng ta nấu cơm đại chúng ăn được, đó là một công đức. Một công đức rất lớn. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết học. Có thể chúng ta ghi âm, băng đĩa chúng ta nghe lại. Chúng ta tìm cách, chúng ta phải học cho được. Không học được, chúng ta không biết ở nào hết. Và khi chết rồi chúng ta u minh, gọi là u minh. Và mình sẽ trở thành là u minh giáo chủ. Là không được gì hết. Cho nên phải cố gắng lên. Và bây giờ tùy theo cái sức khỏe, hoặc giải tu là tùy theo sức khỏe. Cái sức khỏe mình không đủ, mình cúi xuống, rồi cái máu cao nó lên, rồi cái mình nằm ngay làm sao. À, hay là bây giờ cái người tập nguyện ngồi trên xe lăn thì làm sao mà cúi xuống. Cho nên đó là Phật Pháp chính là cái tâm. Mình không có sức khỏe, mình cứ ngồi im. Mình không có tụng kinh được ra tiếng thì mình dỡ cuốn kinh ra trước mặt, lọc cuốn kinh ra trước mặt. Mình ngồi trên cái ghế đàng hoàng, coi cái bàn đàng hoàng. Mình đỡ một cái tượng Phật nhỏ nhỏ trước mặt đó. Mình ngồi mình chắp tay, mình cung kính Phật đàng hoàng. Xong rồi bắt đầu mình đọc từng chữ từng lời. Đọc từng chữ từng lời, mình chiêm nghiệm từng chữ từng lời đó. Nhớ trong lòng mình, để mình làm theo lời Phật dạy. Đó mới chính là tụng kinh. Chứ còn tụng cứ tụng lia lịa xong rồi đứng dậy thấy không cần thiết chuyện gì hết. Thầy cớ lại cái chuyện cho các vị nghe. Hồi xưa có bà cụ Phật tử đi vào chùa, thầy nói tụng kinh đi, giờ tụng kinh đi, ráng tinh tấn lên. Vừa tụng rất trang nghiêm, ngồi im, chắp tay, xong rồi lấy Phật đàng hoàng, xem xá Phật đàng hoàng rồi bắt đầu lọc cái kinh ra. Rồi bắt đầu khai chuông bỏ à, cốc buông đàng hoàng xong. Xong rồi, nhưng mà con mắt em quên lấy kiếm. Không thấy đường mà làm sao. Mà bây giờ ngồi im thấy cũng khó coi quá, cái tay gọi cốc cốc không không mà nó cũng buồn quá. Cho nên gọi cốc rồi. Cốc A Di Đà, giờ làm sao linh hoạt. A Di Đà Phật. Cốc A Di Đà Phật, cốc A Di Đà Phật. Đó là một cách linh hoạt. Bà cụ này nghĩ đó là một giải pháp hay. Cốc. Tu vậy gọi là tu lật đật á. Rồi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cu. Kêu thành cu sao? Cu. Đó cho mẹ kiếm con. A Di Đà Phật, cốc. A Di Đà Phật.
Thằng cu nó chạy lại nó nói: mẹ ơi, cái chiếc đó đâu mẹ? Cốc cốc, A Di Đà Phật, tao đổ trên đầu tú kêu anh chánh lên. A Di Đà Phật, cốc 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 cốc, nó chạy một hồi nó chạy lại nó nói: mẹ ơi, con tìm không ra. A Di Đà Phật, cốc cốc, tú cha mày tao đổ đấy mày đuôi không thấy. A Di Đà Phật. Tiêu rồi, tiêu rồi. Vậy là, vậy là sao? Như là cái tu gì kỳ khô vậy? Cho nên mình không có mấy mắt, mình rất là thoải mái trong sự tu tập, nhưng mà luôn luôn tâm mình thành kính. Ở đây thầy chỉ cho các vị một cái bí quyết: khi các vị lạy sám, khi lạy sám mà khi lạy xuống, cúi đầu xuống, cúi sát xuống rồi, cái lúc đó các vị cứ tướng, làm một phép tướng đó thầy, tưởng tượng ấy, tướng có một Đức Phật, có chư Phật, có Đức Phật hiện thân ra ở trước mặt của mình, chứng minh cho cái công lao công đức của mình. Và mình nguyện chư Phật sẽ chứng minh và bao nhiêu cái tội báo to như núi Tu Di nó tan biến trong của Phật. Như vậy các vị lạy từ từ, từng lạy từng lạy, không có lạy cho nhiều, lạy 10 lạy cũng được, không có lạy cho nhiều rồi là Đức Phật phải đi máy bay tới chứng minh. Lạy nhanh quá mà Đức Phật có đi máy bay tới chứ đi bộ gì kịp. Thành ra cứ bình tĩnh, từ từ mình lạy. Mình lạy xuống đàng hoàng, tâm trang nghiêm thanh tịnh, phải không? Như vậy là ổn định. Rồi, tâm mình khởi niệm là chư Phật mười phương đều chứng biết. Chứ còn nói rằng anh lên chỗ bằng Phật, Phật mới biết. Còn đi ra ngồi sau Phật không biết. Bây giờ cho nên thầy tu, thầy không muốn thành Phật là vậy á. 4 giờ sáng nó dựng đầu dậy, nó vừa ngồi chứng minh cho nó. Anh muốn sùng sướng ở đâu mắt. Đều khổ tao nó trình đủ thứ. Thầy nói cho xong cái cô này. Như vậy là cô hiểu rõ cái cách tu, tức là cô tùy duyên và đỡ tâm tới giáo pháp là được. Cô đã chưa? Phật sao có người nói là lại mà mình đứng mà mình lại xuống cái đó là đúng một lại. Còn không không không. Người ta tự cố chấp, người ta tự nói như vậy. Nếu như mình đứng lại tốt thì lại cũng tốt. Nhưng mà ở trong đạo tràng như thế này thì đứng lại làm sao? Hay là đạo tràng có người già người trẻ, cái người già thì đứng dậy là chống cái mông lên trước, cái đầu lên sau. Rồi người trẻ thì nó đi cái đầu lên trước, cái mông lên sau, cho nó dụi tới cái làm sao? Nên là chúi mũi chúi tay là phiền não. Cho nên là trong đạo tràng nhiều khi tập thở đông là phải quy lệ, nhưng sắp xếp nó có lý do trong đây hết á. Thì các vị biết thầy thì kiến thức đạo tràng mà, cho nên thầy hiểu cái cách bố trí như thế nào, trong cảnh nó như vậy. Các vị thấy không, tuần trước có một nửa số người tham dự, hôm nay đông hơn. Cái đường đi kinh hành nó khác rồi. Mà thầy đi tới đây đâu, thầy thấy chưa hết làm sao? Thì thầy phải trên đi cơ, thầy đi lại cho đấy. Thầy mở cái rộng ra nữa, chân lý đứng im. Cho nên là cái linh hoạt mọi thứ nó rất là nhạy bén. Thành ra cái tu tập nó là như vậy cô ha. Rồi xin mời cô. Mô Phật, con lại thầy ạ. Con thường ở nhà con hay đi ra Mao Khe Bắc tập. Mà con đi tập ấy, nhưng mà con cứ chạy thẳng, con đi thẳng. Nhưng mà con có khi thì con niệm Phật Bà Quan Âm, có khi thì con niệm Phật A Di Đà, dạy được không ạ? Được, cái này được, không sao. Có người nói rằng niệm một danh hiệu thì nó chuyên nhất, còn niệm nhiều danh hiệu thì nó không chuyên nhất. Nhưng mà theo thầy nghĩ, tâm mình ở lúc nào niệm Phật hay là niệm Bồ Tát cũng được hết. Tức là cái tâm đó lúc đó không có niệm chúng sinh, tức là có công đức rồi, có thanh tịnh rồi, phải hiểu không? Dạ. Yeah. Rồi xin mời cô. Các vị mời chưa? Như là Phật thầy. Chị này nói dụ nấu cơm, con mới xin hỏi thầy là cái giữa nấu cơm với giữa cái lên mà tụng kinh niệm Phật đó, nó cái công đức nó có bằng nhau hay là nó khác nhau như thế nào? Cái này đạo Phật chúng ta là căn cứ trên tâm. Mình nói về cái công đức thì phải nói tới nhân quả. Cái người mà nấu cơm cho người ta ăn thì cái người này cho người ta ăn tu á, thì cái người này đời đời là không có đối. Cái nhân quả nó khác nhau, nhân nào nó quả đấy. Còn cái người ngồi tu
thì họ giải thoát. Họ giải thoát. Họ giải thoát tức là tư tưởng của họ nó không bị phiền não đau khổ. Nhân quả nó khác nhau. Vậy thì tại sao cái người nấu cơm họ có đầy đủ phước đức như vậy? Là bởi vì người này ăn tu. Người này ăn mà không tu là mang nợ của người nấu cơm này. Còn nếu như mà mình nấu cơm cho người ta ăn tu mà mình nấu trong cái phiền não thì người ta ăn cái phiền não. Người ta ăn phiền não thì mình nấu cơm mà không có phước gì hết. Rõ không? Hồi trước thầy có một cái ông thầy, ông tu á, là ông niệm Phật suốt ngày. Niệm Phật suốt ngày thôi. Mà ông không có gạo ăn. Ông tới chùa Giác Khoa ông xin gạo. Thì hòa thượng viện trưởng viện hóa đạo thầy mới hỏi bạch ngài, tại sao cái ông thầy tu mà niệm Phật suốt ngày mà sao người ta không có cúng gì hết mà phải thiếu gạo tới đây xin? Thì ngài mới nói rằng là cái nhân nào thì cái quả đấy. Cái vị thầy này không bao giờ giúp cho ai cái gì, không bao giờ chịu cúng kính cho một người nào, cũng không bao giờ chịu niệm Phật cho một ai hết, cũng không giảng dạy, không có lo cho ai hết, chỉ biết niệm Phật cho bản thân mình. Thì ông ta sẽ giải thoát khỏi cái đau khổ của bản thân ông ta. Nhưng mà không có gạo đây. Hiểu không? Hai cái nhân nó khác nhau. Cái nhân đây thì nó có cái quả đây. Cho nên là một người tu á, không những tu cho bản thân mình mà còn lo cho tứ chúng là vậy. Hỡ mà lo cho tứ chúng thì tứ chúng họ lo cho mình. Còn mình ngồi im ru, mình cứ khiến trách, mình cứ nghĩ rằng mình làm thầy muốn nói gì nói, thì chắc chắn người ta cũng đem đến cho mình cái sự khiến trách và phiền não. Nhân quả nó đi đôi với nhau rất rõ ràng, phải không? À, cô hiểu chưa? Dạ. Yeah. Hai cái khác nhau, hai cái phước khác nhau. À, thầy kể cho các vị nghe một câu chuyện nữa là bà Vidhi thấy có 5 ông tỳ kheo ngồi tu, và bà Vidhi làm thức ăn cúng dường cho suốt 3 năm trời. Nhưng mà sau đó phát hiện ra 5 ông này là không phải tỳ kheo thật mà tỳ kheo giả. Trong kinh dùng cái chữ là tỳ kheo không giới, tức là người tự khoác áo mà không có thọ giới. À, hay là tự truyền tập 7 ở hai ngồi này bị nhiều, tức là vì cái điều kiện đem truyền tập 7 không đủ cái pháp mà truyền tập 7 nó không đắc giới. Không đắc giới thì mặc cái áo này không có giá trị. À, thì lúc đó cái vị Đức Phật hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật nói rằng là bà Vidhi có phước đầy đủ, bởi vì bà cúng là bà nghĩ cúng cho ai? Cúng cho ông Tăng. Còn cái ông ta không phải cái đối tượng nhận, mà ông ta tự khoác mình nhận, thì ông ta chịu qua báo bị đọa lạc, chứ không có liên can gì hết. Cô thấy rõ ha? Cái câu chuyện đó nó rất rõ ràng như vậy, nhân quả nó biệt lập như vậy đó. Rồi xin mời bà cô. Thầy, con có hai cách để hỏi thầy. Khi mình gặp một người vị tăng hoặc một vị ni mà mình xá thì mình có tội hay không, hay là cái vị ni đó có tội hay không đối với Phật? Còn thứ nhì là khi mình đứng tụng kinh, cầm quyển kinh mà đến cái xướng danh Phật để mình xá Phật, thì cầm cái quyển kinh đó mình xá mình có bị tội không? À, trả lời câu hỏi thứ nhất, tức là thứ nhất là cách chào nhau. Cách chào thì nhiều lắm, nhiều cách chào. Mỗi dân tộc, mỗi thế giới nó có cách chào khác nhau. Người Nhật Bản, người Hàn Quốc họ chào họ cúi đầu sát xuống, đó là cách chào của họ. Người Phật tử mình gặp mình chắp tay mình chào, đó là cái cách của người Phật tử, đó chỉ là chào hỏi. Và cái người tăng ni, nếu như họ khiêm tốn thì họ nên chắp tay chào lại. Còn họ không chào thì họ gặp đầu cũng là cách chào. Và chúng ta thủ phận của mình là xá chào, chỉ chào lại thôi. Thì chào mà có gì đâu mà phước chứ không phước. Không thật, thì con xá chào thì có một chị đó nói là gặp như vậy thì cái gì đó mang tội với Phật. Không có đúng. Đặc biệt tăng ni là một cái đối tượng là ruộng phước. Cho nên đó, người ta ráng, người ta đã càng cung kính mình thì mình phải càng tu tập. Rất đơn giản thôi. Các vị đứng lên lạy thầy,
Và thầy biết các vị không bao giờ lệ thầy được. Tại vì khi các vị đứng lên chắp tay là thầy nhắm mắt lại rồi. Và thầy nhắm mắt lại rồi thầy không có nhìn thấy cái hình tướng đấy. Cái thứ hai nữa là thầy quán chiếu trước mặt thầy là một Đức Phật. Mặc dù các vị không thấy, nhưng mà trong tâm thầy tự biết trước mặt thầy là một Đức Phật. Và các vị lệ là các vị lệ Phật chứ không phải lệ thầy. Tự thầy có cách, cho nên không có vấn đề gì hết. Hiểu không? Còn không biết cách mà cứ mình nếu mình ông thầy ngon quá mình ngồi im cho người ta lạy thì người ta càng cung kính thì cái tự ngã mình nó sẽ lên cao. Tự ngã nó luôn luôn đi ngược lại với phước đức. Cái tự ngã nó ngược lại với phước đức. Tự ngã nó tiêu diệt phước đức. Cho nên cái ngã chấp càng phá hủy sự khiêm tốn càng cao thì người ta càng mến trọng. Còn ngã mạn coi khinh ngạo ngỡ thì người ta càng ghét dơ, người ta càng xua đuổi. Rõ ràng hai cái pháp đó nó ngược lại. Nhưng mà thì mình cứ thọ nhận cái sự xá xào không sao hết. Chẳng qua đó là một cách mà nối, có thể là lấy quá và hờn quá nối, hay là nối cái kiểu mà khiêm tốn không có đúng pháp. À, khách ứng xử như vậy, chứ không có Phật dạy nào như vậy hết. Còn cái thứ hai là gì cô hả? À, mình đứng tụng kinh, mình cầm cuốn kinh. Rồi thầy hiểu, thầy nhớ rồi. Thưa quý vị, thị kinh như thị Phật, thấy quyển kinh như thấy Phật. Hiểu không? Cầm quyển kinh trên tay không bao giờ xá chào ai hết. Được chưa? Mô Phật khi mình xướng danh Phật để mình xá Phật. Đúng rồi. Ồ, cái này là tùy theo đạo tràng. Cái đạo tràng nếu như có một cái trước mình cơ trước thì khác. Nhưng mà có cái đạo tràng người ta lỡ sám bây giờ làm sao? Lơ sám với đạo tràng như vậy nó chọc trội quá và không có đủ cái cỡ kinh để đỡ kinh thì mình phải phương tiện phải quan hỷ chuyện này. Nhưng mà thầy nói được đúng pháp á thì mình phải cẩn trọng. Có người á gặp nhau gặp thầy mừng quá tự nhiên ấy, cái cuốn kinh ở trên tay mình đem mình kẹp nách này, mình kẹp nách trong Phật nghiệp thớ chơi rồi bắt đầu là mình chào người ta, phải không? Phật dạy rất rõ trong giới luật, tức là mới có đi vệ sinh chưa có rửa tay sạch cũng không có chào, bàn tay mình dính thức ăn không có chào, chỉ là mình đứng im thế này là mình cúi đầu, thế là tâm mình đã có sự chào hỏi và cung kính rồi. Rất rõ ràng khi đang ăn, mỗi người đang ăn đúng pháp thọ bát quan trai, một vị hòa thượng bước vô mình không đứng dậy chào, phải chưa? Tức là lúc đã đang quán tam đời ngũ quán thì ai bỏ đi đưa chảo, không phải như vậy. Hồi đó có một cái bà cụ Phật tử hồi xưa ở Việt Nam, cái bà cụ này nó tới nói thầy, nó thưa thầy, cái bà này mà lấy Phật sao khác mà lại xíu xíu à? Thầy hỏi sao lại xíu xíu? Cái nói tại vì xíu xíu là ông Phật ở giữa, ở bên hông mà lại xíu xíu vô cho ông Phật không thấy. Cái thầy mới nói vậy lúc đó cô làm gì? Là lúc đó cô con đang tụng kinh. Nên tụng kinh, vậy sao cô tụng kinh mà cô nhìn người ta mà cô thấy người ta xíu xíu? Không biết nói. Nên ở chùa Việt Nam thầy có mấy ông, 20 ông đệ tử. Có hồi sáng thầy nói, ăn sáng thầy nói, các con hôm nay tụng kinh, thầy bước vô trên điện, thầy nhìn ai là người thấy thầy đầu tiên. Thế là các ông chú giơ tay lên, con thấy thầy đầu tiên. Thầy mới nói, con tụng kinh con nhìn thầy làm chi? Không biết nói. Cho nên là chúng ta phải sao? Nhiếp tâm làm cái phần của mình. Cái quyển kinh mình cầm cái kinh là tối thượng rồi. Mà mình chào cái tấn trạng mình biết trên tay mình đang có cuốn kinh. Chứ đừng có quên cuốn kinh mà đi chào một cái nghi lễ phạm tình thì không nên. Vâng, hết giờ thầy biết rồi. À, sẽ bớt về, hết giờ. À, cảm ơn chú rất nhiều. Thôi thì chúng ta hẹn lại sáng mai ha. À, sáng mai có ai trốn không? Chắc có đấy. Chắc có. Tối nay vừa mỗi nhất là trên diệu pháp thì xa quá là mai trốn thôi. Mời quý vị chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đêm công đức Hay chỉ đạo Phật bán kinh học có tính liên tục.
Cho nên thầy mong quý vị nếu như không có học được thì cũng cố gắng sao chép tài liệu trở lại, băng đĩa trở lại, nghe lại cho nó trọn cái nội dung kinh ha. A Di Đà Phật, chúc các vị an lành.